nhật ngày hôm nay ạ. Em mới biết là các anh chị ở đây đến từ các chủ doanh nghiệp khác nhau, làm nhiều lĩnh vực khác nhau, và hy vọng là buổi hôm nay mọi người sẽ kiểu thân tình hơn với nhau hơn, tạo ra mối quan hệ và kết nối nhiều với nhau nhiều hơn. Em tin có một vài gương mặt ở đây mà em thấy khá là thân thuộc vì là rất là gắn bó với rất nhiều buổi Epic Cà Phê và các chương trình khác của Epic. Xin một tràng vỗ tay cho điều đấy ạ. Epic Cà Phê đã khởi động cuộc số đầu tiên từ tháng 1 năm 2018 với chủ đề 9 năng lực tư duy của người lãnh đạo do tiến sĩ Trần Phương Lan. Tiếp nối thành công đấy thì Epic Rất Vui được tổ chức số thứ 2 trong buổi sáng hôm nay. Như một mong muốn là một buổi cà phê thân tình giữa các thành viên. Và hy vọng thì các anh chị sẽ nhiệt tình, thoải mái chia sẻ những câu chuyện của chính mình, nhiệt tình đặt câu hỏi mà anh chị thắc mắc trong bấy lâu nay. Chắc hẳn anh chị ở đây ai cũng có của để dành và hy vọng là rất muốn được nâng cái quỹ của mình lên. Và hiện tại thì thị trường có khá là nhiều kênh đầu tư. Mỗi kênh đầu tư lại có những cái ưu điểm khác nhau. Với mong muốn giúp các anh chị chọn kênh đầu tư đúng đắn và phù hợp với mình thì hôm nay Epic Cà Phê có mời anh Trần Trọng Hiếu đến với chia sẻ vấn đề này. Em cũng đã nhận được rất nhiều các câu hỏi xoay quanh cái chủ đề này và hy vọng là anh Hiếu sẽ giải đáp hết thắc mắc của anh chị. Được biết là anh Hiếu khởi nghiệp từ năm 20 tuổi và đến 36 tuổi thì anh đã có một trong tay một cái tập đoàn rất là lớn nằm trong top 500 VNA doanh nghiệp Việt Nam và được nhận giải thưởng của doanh nghiệp sáng tạo do Hiệp hội Paris trao tặng. Còn bây giờ xin trân trọng kính mời anh. Thứ nhất là xin chào chị Huệ, em Như cùng toàn thể mọi người tham dự ngày hôm nay. Tôi thì như này, tức là cảm thấy là rất là vui vì là tôi học cái lớp MBA của FPT trong những cái thời mà bắt đầu mới ấy, là từ 2005, khoảng thời gian đó. Và trong cái lớp của tôi thì là có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng, rồi là các chính trị gia. Hiện nay là có cả Bộ trưởng Bộ Tài chính ấy, anh Dũng ấy, là chung lớp. Cho nên là trong này là tôi nhìn thấy rất nhiều tiềm năng là nào là doanh nhân thành đạt và chính trị gia trong tương lai. Hoan nghênh cho sự may mắn. Thế thì hôm nay là mời một cái buổi mà chia sẻ thân mật thì là tôi muốn là chúng ta hãy làm sao đấy, bằng cách nào đấy là chúng ta sẽ mở lòng mình ra để mình đón nhận những cái năng lượng tích cực, cũng đồng thời là chúng ta chia sẻ hiểu biết của chúng ta, kiến thức, kinh nghiệm của chúng ta. Bởi vì thực sự là kiến thức nó là vô biên và mỗi người chỉ sở hữu một cái khoảng, một cái phần nào đấy thôi, không ai giỏi tất cả. Thế thì tôi hy vọng là với cái sự chia sẻ của tôi thì sẽ giúp cho các anh chị phần nào đấy mà tiến tới cái thành công nó sớm hơn. Bởi vì để mà khi mà tiến đến cái sự thành công ấy thì là tôi cũng trải qua rất nhiều những cái cay đắng, những cái thất bại, những cái đủ một những cái trạng thái tinh thần, chứ nó không phải là lúc nào cũng coi như là thành công rực rỡ hay thế nào ấy. Em để chia sẻ nó bám vào các cái chủ đề thì là tôi sẽ dùng slide. Nhưng đầu tiên là các anh chị ở đây là có bao nhiêu số các anh chị là mang theo các visit? Đấy, tức là rất là ít đúng không? Thế thì tôi ấy là tôi thực hiện rất nhiều những cái cuộc nói chuyện với các cái cộng đồng doanh nhân khác nhau. Thì đến với mỗi một cái cộng đồng khác nhau thì là tôi đều tạo nên một cái nhóm ở trên Facebook. Cái Facebook của tôi thì nó bị full lâu rồi, tức là thỉnh thoảng tôi lại xóa 100 người, 200 người mà ít active. Nhưng mà tôi tạo ra một cái nhóm mới để làm gì? Tức là chúng ta full bạn rồi nhưng chúng ta vẫn có thể là thêm những cái người bạn mới. Chẳng hạn cho cái cuộc hội ngộ ngày hôm nay thì tôi tạo ra một cái nhóm tên là Epic Hà Nội 2018. Các anh chị hãy tìm cái nhóm đấy ở trên Facebook nhé. Và tôi đề nghị là như này này, chúng ta hãy điều đầu tiên mà chúng ta gặp bất cứ một ai ấy, phải bằng mọi cách để tìm một cái liên lạc với mọi người xung quanh. Và chúng ta sẽ đăng lên trên đấy một cái status, ví dụ như là tên tôi là Sự, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hay là vân vân, công ty của chúng tôi làm cái gì đấy, để chúng ta tạo ra một cái sự liên kết với mọi người với nhau. Sau đó sau này khi mà chúng ta cần một cái việc gì đấy, chúng ta lại liên lạc. Đấy, nhớ là Epic Hà Nội 2018, tức là sự kiện này diễn ra ở Hà Nội. Bây giờ là trước tiên hôm nay là thảo luận về cái chủ đề về đầu tư thì tôi sẽ đi qua một số những giới thiệu để cho các anh chị
À, chắc là cái bên kia nó hơi ồn cho nên là để chứ là đóng cái cửa vào thì nó tốt hơn. Ờ, anh em nào ngồi gần cửa sổ mở thì chúng ta đóng không? Cái cửa phần dưới cùng mình như là nó. FBIT Hà Nội 2018. Chưa thấy à? Chưa thấy nhìn thấy nhóm đâu rồi, ok, xong rồi về sau là. Slide sẵn sàng chưa như nhỉ? Kiểm tra kỹ thuật giúp anh cái này. À đây, đây, đây. Cái bút này có sử dụng để chuyển slide được không? Thì cũng xin giới thiệu qua với lại anh chị em chúng ta một chút là 2005 là lúc đấy tôi đang học của của HSB, tức là cái tiền sử của cái học viện của chúng ta sau này ấy. Thì lúc đấy là tôi bắt đầu thành lập IDJ các bạn ạ, thành lập IDJ và những nhà đầu tư của tôi ở cái thời điểm đấy các bạn biết là ai không? Là chính là những cái người ở trong cái lớp đấy. Là rất đông các anh chị là đầu tư, có người đầu tư là 500 triệu, có người đầu tư 1 tỷ. Đấy, tức là chúng ta thấy là chính nhà đầu tư của chúng ta là từ đâu? Đầu tư là chính là những cái người, những cái mối quan hệ xung quanh của chúng ta đấy. Và chúng tôi cũng sau một số năm hoạt động thì chúng tôi cũng đạt được một số những cái hiệu quả nhất định. Chẳng hạn như là chúng tôi phát triển cái trường Hà Nội Academy, như là các anh chị biết là bây giờ hiện nay đang là một trong những cái trường song ngữ quốc tế tốt nhất ở tại Việt Nam, tức là với trên 1.000 học sinh và bây giờ là luôn ở trong cái tình trạng là học sinh muốn apply vào rất là đông. Đấy là trường Hà Nội Academy. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng mua lại cái tổ hợp trung tâm thương mại và một phần của tòa tháp văn phòng Travis Tower ở 117 Trần Duy Hưng. Chúng tôi cũng mua lại một số những cái khu resort và đặc biệt là năm 2010 thì chúng tôi có niêm yết một công ty trong số 8 công ty của chúng tôi trên thị trường chứng khoán. Đây là một số những cái hoạt động của tôi trong những cái năm trẻ. Tức là bây giờ ấy là nhìn qua nhìn lại nó cách đây 12 năm mất rồi. Đấy, cái thời điểm đấy là từ những cái chuyến đi đầu tiên của bác Dũng sang Nhật. Bởi vì là cái công việc của tôi ấy là đưa các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Nói ra như này này là mình mua bán sáp nhập các cái dự án. Cho nên là từ cái năm 2006 là tôi bắt đầu. Và đến chết là lần đầu tiên thăm Hoa Kỳ năm 2007 thì là tôi cũng đưa được rất nhiều nhà đầu tư Mỹ về Việt Nam. Và đây là cái hình ảnh này, tức là lúc nào tôi sẽ cũng muốn chia sẻ với mọi người về cái kỹ năng đàm phán. Đây là cái hình ảnh mà tôi ký hợp đồng mua lại hơn 50 triệu đô, tức là trên 1.000 tỷ của cái trung tâm thương mại Grand Plaza và một phần của cái tòa tháp văn phòng. Thì đấy cũng là những cái kỷ niệm mà rất đáng nhớ trong cái việc mà làm kinh doanh của mình. 2014 thì chúng tôi cũng được Hiệp hội Quản trị Paris Pháp trao tặng về giải sáng tạo. Sáng tạo đây có nghĩa là gì? Người ta chọn tiêu thức là ông vẫn làm những cái cũ nhưng ông làm theo một cách mới. Và đấy cũng là nguyên tắc tồn tại của các doanh nghiệp. Bạn vẫn làm như thế thôi, bạn vẫn làm kiểm toán, bạn vẫn làm máy móc công nghiệp, vân vân. Nhưng nếu như chúng ta làm theo cái cách mới thì chúng ta sẽ đạt được những cái hiệu quả kinh doanh của mình. Thì cái năm đó thì tôi cũng rất là vinh dự là được sang Italy, người ta mời sang bên đó để trao cái giải thưởng này tại đó. Và IDJ cũng được công nhận là 2011 là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Và cái công nhận này là nó không phải là trên cái số vốn mình đăng ký hay là số vốn mình hoạt động mà trên số thuế chúng ta đóng cho nhà nước. Thì chúng tôi cũng tự hào là một trong những cái công ty mà đóng thuế nhiều cho nhà nước. Và đấy là sơ khởi qua một số những cái như thế nào nhỉ, gọi là cái hoạt động của chúng tôi trong những năm qua. Nhưng mà nó có một cái điểm như này này, là tôi là một người mà vốn dĩ vốn thận trọng. Tức là lúc mà ký mua cái Travis Tower là tôi có ký một cái hợp đồng vay là 500 tỷ. Hồi trẻ liều lắm, mà nếu như mà không giải quyết được ấy, là phá sản luôn. Nhưng mà sau đó xong cái vụ đấy thì có cái dấu hiệu khủng hoảng của kinh tế đi xuống ấy, là tôi cũng bán bớt một phần tài sản đi.
để trả nợ. Và 8 công ty của tôi, các anh chị biết không, là hiện nay không có một công ty nào nợ hết, là toàn gửi tiền ngân hàng. Đây không phải là cái điểm hay ở trong kinh doanh đâu nhé, không phải hay. Là vì tại sao? Tức là lúc mà kinh tế mà nó sung ý, thì mình phải vay, mình phải tận dụng cái đòn bẩy tài chính. Mà lát nữa tôi sẽ chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm để mà tích lũy tài sản cá nhân nữa. Không phải là chỉ là doanh nghiệp của mình thì mình phải dùng cái đòn bẩy tài chính. Nhưng cái quan điểm của tôi này này, tức là small but beautiful. Đây là tôi học được của Jack Ma. Tức là không cần phải quá hoành tráng nhưng mà không nhức đầu. Bây giờ cái giá trị công ty của chúng tôi thì cũng khoảng 1.000 tỷ thôi. Mình không làm được những cái điều quá vĩ đại. Nhưng mà mình được tự do này, mình được tự tại này, và tôi tập trung vào cái lĩnh vực mà tôi yêu thích nhất. Đấy chính là lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phát triển giáo dục, đào tạo nhiều hơn, chuyên ngành nhiều hơn. Mình làm nó không phải là quá lớn nhưng mà nó vững chắc. Đó, và tôi được tự do. Và đến sang đến năm nay, các bạn biết không, là năm nay là tôi đi nước ngoài rất nhiều. Tôi vừa trở về từ Ấn Độ có mấy hôm thôi. Thế xong sau đó là hơn chục ngày nữa là tôi đi Đức mà hơn một tháng, là đi học theo đi già rồi vẫn tiếp tục đi học tiếp theo chương trình quản trị cao cấp của chính phủ Đức tài trợ. Bạn nào mà có ngoại ngữ apply vào chương trình thì rất hay, người ta tài trợ 100%. Mà các bạn thấy là cái người Đức nó đào tạo, tôi đã dự cái đào tạo của người Anh, người Mỹ nhưng mà thua hết người Đức, hiệu quả vô cùng luôn. Học tiếp để cài đặt năng lượng. Và cái chương trình nó có một cái điểm hay là nó để kết nối các doanh nghiệp, chứ không phải là vào đấy dạy là ông leadership, không phải là thế này nhân sự, không phải là thế kia, thứ vân vân này khác. Mà tôi xem doanh nghiệp của chị Huệ có cái gì tôi liên kết được, người ta mời rất nhiều các cái tập đoàn đến để gặp gỡ chúng tôi, trao đổi tiệc hết từ tuần này đến sang tuần khác. Thế sao là các công ty BMW rồi thứ vân vân. Mục tiêu của chính phủ Đức là gì? Tức là họ bán hàng sang Việt Nam và họ cần những cái doanh nghiệp, những cái doanh nhân để ký hợp đồng với họ, đưa cho hỗ trợ cho bản thân họ. Thì chúng ta thấy ghen tị không? Tức là ghen tị với cái sự mạnh của họ và những cũng như là những cái tư duy của họ. Thế và sau đó là cuối năm nay lại đi Canada và Mỹ. Cho nên nếu mà cái tham vọng của mình ý, mà thời gian rất là lâu, nếu mà mình quá lớn thì mình sẽ không được enjoy những thứ đó. Thì công việc của tôi bây giờ là gì? Là dạy học này, là đi chu du thiên hạ này, là viết sách này. Và làm chủ tịch của công ty thì nó có nhiệm vụ gì? Tức là ông phải là người định hướng chiến lược, ông động viên các anh em để đạt được cái mục tiêu của mình, và ngoại giao, tức là ngoại giao để mà nhằm mục tiêu là giải quyết các cái vấn đề của cả tập đoàn đấy. Nhưng mà trong tương lai chúng tôi vẫn tiếp tục là tham vọng, chúng tôi muốn phát triển thêm các trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các nơi khác, cũng như là các cái cơ hội đầu tư mà thực sự tốt thì chúng tôi cũng tham gia vào. Bây giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ là theo các anh chị thì là ở Việt Nam thì hôm nay chúng ta thảo luận về đầu tư, thì là ở Việt Nam có những cái kênh đầu tư nào. Và trước khi để thảo luận cái này thì tôi đề nghị có một cái bạn nào chữ to đẹp là lên trên này viết hộ tôi ở lên trên bảng đấy. Chị Huệ hỗ trợ rồi, ôi hoan nghênh cho chị Huệ nhỉ. Tức là được sếp hỗ trợ thì cũng còn gì là tuyệt vời hơn. Thì theo các bạn bây giờ ở Việt Nam bây giờ đang có những cái kênh đầu tư nào? Các bạn liệt kê đi. Mạnh dạn. Bất động sản. Tiếp theo ạ. Chứng khoán. Vàng. Vàng, đô la, ngoại tệ, startup và nói chung là đầu tư cho khởi nghiệp và kinh doanh, đúng không? Đầu tư vào doanh nghiệp. Nữa đi các anh chị ơi, còn nhiều lắm mà. Đồng tiền số. Bitcoin hả? Coin, đúng không? Bởi vì nó coin nó có quá nhiều loại. Gì nữa không ạ? Gửi ngân hàng. Gửi banh và còn gì nữa không ạ? Bất động sản, chứng khoán, vàng ngoại tệ, đầu tư vào doanh nghiệp. Coin. Trái phiếu và đầu tư trái phiếu. Việt Lót cũng là một dạng đầu tư nhưng mà cái tỷ lệ
rủi ro nhiều hơn, đúng không? Thế còn một số những cái dạng như là forex hay là cái thứ vân vân thì là chúng ta có xếp vào hay là dầu mỏ cái thứ mọi người có quan tâm không? À, hàng hóa hay là cái vân vân gì? Thế thì chị cho thêm một cái đầu tư khác đi. Và chắc là phải còn nữa, nhưng mà thôi bây giờ là đây là những cái kênh phổ biến mà mọi người rõ nhất. Vâng, cảm ơn chị Huệ ạ. Thế thì chúng ta thấy là các cái kênh đầu tư của chúng ta ở Việt Nam ấy là cũng tương đối là phong phú, đúng không? Thế thì bây giờ có những ai ở trong chúng ta đã có những cái kinh nghiệm về đầu tư ở một trong những cái danh mục, 8 danh mục đầu tư này, thì các anh chị có thể chia sẻ về cái quan điểm của mình. Tức là chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi như này đi, là trong năm 2018 thì các anh chị quan tâm đến cái gì và đã có cái kinh nghiệm đầu tư vào cái gì ở trong này chưa? Tùng đi nhỉ? Mày Tùng. Chào anh chị. Em thì cũng bảo đầu tư thì cũng chưa phải là dữ dội lắm. Thì hiện nay em đang đầu tư cho bản thân em nhiều hơn là đầu tư tích lũy tài sản. Thì nếu mà nói về năm 2018 thì em có hai cái đầu tư, một là coin, hai là bất động sản. Coin thì em đầu tư theo hình thức là lướt sóng. Thì cái này nó rất rõ ràng, câu chuyện là em coi nó như một cái thú vui đánh bạc. Thì đánh bạc thì nó là hên xui, thì em nghĩ là chia sẻ cái này thì nó cũng không hay lắm. Còn bất động sản thì hiện nay thì em đang quan tâm đến vấn đề là chính là một phần là căn hộ em ở và căn hộ là em đầu tư. Thế thì cái bất động sản hiện nay thì quan trọng nhất chính là cái vấn đề, vì trong hiện nay các anh em ở đây thì là thanh niên rất là trẻ, em nghĩ chưa mức những mức đầu tư nhưng hiếu những mảnh đất lớn hay những khu đô thị lớn hay những mảnh đất ở trong khu phố đắt đỏ, và bọn em đang nói về cái bất động sản mà em có thể sở hữu được ở những cái chung cư. Thế thì chung cư ở vấn đề hiện nay là ta quan tâm nhất là như anh Hiếu đang làm cả trang VIP. Thế thì cái hệ thống mà ban điều hành, cái hệ thống cái công ty đấy nó có năng lực hay không, kinh nghiệm hay không, hay nó mang lại cho chúng ta cuộc sống cộng đồng nó tốt hay không. Thì cái sự tương tác của bất động sản chung cư hiện nay nó thể hiện rất rõ về vai trò là cái tầng lớp với người sống trong khu vực đấy, họ có thể giao lưu với cái cách sống của họ nó phù hợp, theo mình hay nói là có trí thức ấy. Thì em nghĩ là bất động sản hiện nay là về mặt chung cư là tương đối là phức tạp, ngoại trừ cái một số tập đoàn lớn như là Vinhome. Thì sắp tới thì đang có hiện hữu một số các cái nhà đầu tư mới, như là một số cái chủ đầu tư mới như là Sun Group này. Thì tại sao cũng là một công ty bất động sản lớn như FLC, thì FLC mở ra các cái chung cư thì chưa chắc đã là tốt. Họ xây dựng không phải là phong cách quần thể, mà thanh niên thì hiện nay đang cần cái bất động sản phong cách quần thể cao hơn. Đấy là cơ hội để chúng ta đầu tư. Khi đầu tư thì có thể là chúng ta mua sau cho thuê, thì hiện nay là cho thuê là tốt hơn, bởi vì bọn em trẻ thì vẫn đang cần tích lũy tài sản, không có dám mạo hiểm về cái việc là mua đi bán nó lớn như thế. Thì quan điểm của em về bất động sản với chung cư thì là thực sự phải tìm hiểu kỹ cái chủ đầu tư và xây dựng, điều hành và vận hành, vì chúng ta không thể có tình trạng như hôm trước là có cái như là Imperial Garden, tình trạng mà cư dân người ta xuống, người ta bị cắt nước, người ta xuống, người ta gội đầu giặt xuống ở ngay dưới sảnh trung tâm. Thế thì cũng là người có tiền, người ta cũng xây chung cư, cũng bán chung cư, nhưng tại sao có người ở tốt và có người ở không tốt? Thì đầu tư chúng ta thì em nghĩ là cân nhắc về bảng chung cư là cân nhắc rất kỹ về chủ đầu tư. Dạ. Cảm ơn em. Các bạn thân chào anh. Vâng, xin mời em. Cho hỏi là mình tên là Nguyễn Tuấn Dũng, hiện tại đang làm phó tổng giám đốc của công ty truyền thông thủ đô. Thì ngày hôm nay thì đến với cái buổi giao lưu với cả anh với cả các bạn ở đây thì em cũng có một chút cái kênh đầu tư mà cũng tìm hiểu về cái tư cách bản thân thôi. Nó là cái lĩnh vực của bất động sản và cái lĩnh vực biển số, thì là hai lĩnh vực mà đợt vừa rồi em cũng khá là quan tâm. Ở bên lĩnh vực bất động sản ấy thì bản thân em cũng có một chút cái tìm hiểu, đầu tiên đó là cái vĩ mô, có nghĩa là cái chu kỳ của bất động sản nó sẽ có những giai đoạn thăng và có những giai đoạn trầm.
Vậy thì mình sẽ nắm được là cái dạng nó thăng thì hầu như là mình đánh thì cái tỷ lệ thành công của mình rất là cao. Đấy thì là hiện tại bây giờ thì là ở cái bất động sản của Việt Nam mình thì thấy có một số các cái điểm khá là nổi bật. Đó là khi mà đưa ra một vài cái hiệu ứng trào lưu như ở Phú Quốc hay ở một số các cái điểm như Đà Nẵng, khi mà bắt đầu là các cái khu đô thị và các dự án lớn mở ra thì bắt đầu là cái dự án nắm đông của mình là đi tìm hiểu những cái khu đấy, mua bán gọi là giá tăng chóng mặt, chóng mặt trong một khoảng thời gian nó chỉ có một vài tháng thôi, nhưng mà sau đó nó lại đi vào trầm lắng. Vậy thì cái tỷ lệ đầu cơ của mình ở cái bất động sản ở những cái vùng đấy nó rất là lớn. Tuy nhiên là để thành công được thì nếu như mà chúng ta đợi khi nào lên sóng mà nó lên thông tin đại chúng rồi chúng ta mới đầu tư thì tỷ lệ thất bại của mình rất là cao. Vậy thì làm thế nào? Ở Hà Nội hiện tại bây giờ thì nếu như mà với một cái số tiền vừa phải thì mình có thể đầu tư theo cái phương diện là mình bám trụ ở những cái xung quanh các cái dự án chuẩn bị triển khai. Ví dụ như sắp tới là Vingroup chẳng hạn triển khai ở cái vùng VinCity thì cái kinh nghiệm của em đó là bám theo những cái nhà dân ở cái quanh khu vực đấy, đặc biệt là những cái hạ tầng đồng bộ với cả Vin, thì cái tỷ lệ tăng của mình trong một khoảng thời gian cỡ khoảng biên độ khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm là lên khoảng tầm gấp rưỡi gấp đôi là cái đấy có, bởi vì thực tế đã có rồi. Thế còn về cái khu mà đầu tư về chung cư ấy, thì chung cư nó có một cái lợi thế đó là cái hạ tầng của chung cư nó khá là đồng bộ, nó có cái khu dân trí của chung cư nó cũng khá là tương đồng, nhưng nó có một cái điểm bất lợi là ở chung cư về lâu về dài thì giá nó sẽ giảm chứ nó không tăng. Đấy là về lâu về dài, còn có thể trong ngắn hạn thì nó sẽ tăng. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ nảy sinh một số các cái vấn đề như là khi mà anh ở chung cư khoảng tầm 5, 10 năm, 15 năm thì bắt đầu cái hệ thống gọi là bảo trì bảo dưỡng và bắt đầu là lúc đấy là bắt đầu là có vấn đề. Ai sẽ là cái người đứng ra để mà gọi là làm những cái vấn đề đấy nếu như mà chung cư nó có biến? Anh nhờ chút, tức là đấy được rồi, tức là mọi người biết quan điểm đầu tư của em là về cái đó. Thế còn cái coin thì tại sao em lại đầu tư vào coin? Trả lời ngắn hơn khoảng 3 phút câu. Coin thì thực ra mọi người cũng biết được rằng từ tháng 4 năm ngoái đến giờ là cái riêng cái đồng Bitcoin thôi là nó cũng tăng lên khá là nhiều lần, biên độ dao động của nó lên khoảng tầm 500% là có. Đặc biệt là cái đồng Ripple, nếu như anh chị biết được là cái đồng đấy nó tăng đến hàng 800 lần từ cái thời điểm đấy, có nghĩa là cái xu thế của mình về công nghệ 4.0 là trong tương lai nó đang rất là có và rất là dữ dội. Vậy thì cái thời điểm bùng nổ của nó là thời điểm nào thôi? Và bây giờ em đang đánh giá là nó vẫn đang ở cái giai đoạn đầu của cái phát triển các cái đồng tiền số, thì vẫn còn cơ hội. Cảm ơn em. Đấy thì là để cho mọi người biết thêm cái quan điểm của nhiều người khác ấy, thì tôi cũng gọi thêm mời thêm một hai người nữa, nhưng mà tôi chỉ quan tâm là các anh chị đang đầu tư cái gì thôi. Nào, Tuấn. Cảm ơn anh Trần Trọng Hiếu ạ. Chào các bạn, mình là Tuấn, giám đốc công ty cổ phần Batico Việt Nam, trưởng ban phát triển kinh doanh, cũng là đơn vị mà kết nối với các bạn ngày hôm nay. Thì báo cáo anh Hiếu là thực sự cái này là cái mà bọn em đã đi tìm cách đây mấy năm rồi, cũng là một cái chủ đề chính muốn hỏi là đầu tư vào đâu. Vì sao? Vì cái ngành nghề của mình bây giờ là nghề theo cái gọi là công nghệ 1.0, là đi bán hàng uống rượu chính anh ạ. Nhưng bây giờ muốn là đến lúc này là yếu rồi, chỉ muốn là nếu có uống rượu thì uống rượu với anh chị em mình thôi, không muốn phải mất công uống rượu nghe hàng nữa. Thì cũng đến đây là cũng muốn là thứ nhất là về đầu tư với cá nhân thì không nói nhá, nhưng về công ty thì cũng đang rất là bí về cái hướng đầu tư. Đến hiện tại bây giờ là đang đi tìm mấy năm nay để cái kênh nào để cho nó phù hợp với cái phát triển cỏ hiện đại thời đại các thứ thì cũng chưa tìm được anh Hiếu ạ. Mong anh Hiếu chia sẻ. Dạ, cảm ơn Tuấn. Thế thì bây giờ như này, tức là chúng ta liệt kê ra các cái kênh đầu tư và chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Thế thì theo cái nguyện vọng của mọi người thì tôi sẽ chia sẻ hai thứ mà tôi đã trải qua, đã làm thành công, và cũng đồng thời nữa là tôi vẫn đang tin tưởng là những cái cách như vậy nó vẫn là những cái điều mà nó gần như là nó những cái quy luật gần như là bất biến. Còn thời đại nó có thể thay đổi, cái cách thức nó có thể thay đổi, nhưng nó có những khung chung mà chúng ta cần quan tâm. Bây giờ các cái đầu tư này thì là tôi chia ra thành các cái trường phái. Bởi vì tại sao gọi là các cái trường phái? Vì là chúng ta có những cái người ta đưa ra những cái trường phái đầu tư, chẳng hạn như là cuốn Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki, đúng không? Một cái cuốn ấy nó ảnh hưởng rất nhiều đến cộng đồng. Thì tôi muốn hỏi là ở trong lớp chúng ta có ai là chưa đọc cuốn này không? Chưa đọc á? Em chưa đọc à? Ok. Thế thì theo anh là nên dành thời gian để đọc. Và bây giờ nó có một cái cách rất là hay nữa là các bạn có thể nghe, tức là nghe sách nói, nghe bật YouTube lên ấy là nghe đỡ phải đọc. Như là cái tuổi của tôi là bây giờ tôi không thích đọc mấy cái trường hợp những cái công thức thì mình phải đọc thôi, chứ còn thường là thích nghe sách nhiều hơn. Đó thì trường phái của Robert Kiyosaki là gì? Ông ấy vẽ ra một cái kim tứ đồ. Kim tứ đồ là để cho người ta lựa chọn, tức là biết mình đang ở đâu ở cái kim tứ đồ đó. Mình đang là người đi làm thuê cho chính mình, hay là chủ doanh nghiệp, hoặc là nhà đầu tư.
Nhưng mà tôi nhận xét như này là Robert Kiyosaki là thiên về cái hướng là khuyến khích người ta đẩy về mảng đầu tư nhiều hơn. Và nếu như mà ai cũng đầu tư cả cái xã hội mà cứ chỉ suốt ngày là cầm tiền đi đầu tư không ấy, thì nó không tạo ra cái giá trị ra xã hội, mà người ta cần những cái doanh nhân để tạo ra những cái sản phẩm hàng hóa cung cấp cho xã hội, tạo ra giá trị xã hội, tạo ra việc làm. Cho nên là chúng ta tham khảo cái mô hình này, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái quy tắc về kim tứ đồ để chúng ta cần phải biết, vẫn cần phải áp dụng cái lý thuyết của ông này. Bởi vì tại sao ông ấy nói là nếu như mà khi mà anh đã có một cái lượng tài sản nhất định rồi thì các anh phải chuyển sang dạng tài sản giống như Tùng, như là em đấy, là chúng ta phải chuyển ra nhà cho thuê. Tôi cũng như vậy thôi, tức là ngoài cái việc mà đầu tư cho các công ty sở hữu cổ phần cổ phiếu, mà tôi luôn luôn nói với lại vợ tôi là lúc nào ấy mà nó còn đang ở dạng cổ phiếu thì nó vẫn là giấy, và lúc nào nó chuyển thành các cái nhà để mình cho thuê thì lúc đấy mới là tài sản. Và về cái bất động sản, nó có một cái điểm rất hay nữa mà tôi nói với các bạn ở Việt Nam, khi mà tôi đi ra nước ngoài thì là cái người nước ngoài nó ghen tị với lại cái việc mà sở hữu bất động sản Việt Nam, bởi vì nước ngoài nó đánh thuế bất động sản kinh khủng luôn. Việt Nam cũng nhăm nhe là muốn làm cái việc này, nhưng mà trong quốc hội ấy, thì nói thật với anh chị là những người sở hữu nhiều nhà nhất cho nên không thể thông qua được. Cũng giống như là ở nước Mỹ, đúng không, biết là cho sử dụng súng là tai hại rồi, nhưng mà những cái tập đoàn về súng, hiệp hội súng trường Hoa Kỳ nó quá mạnh, nó lobby cho chính phủ là gì, tức là muốn nhảy vào trong Nhà Trắng thì phải có cái hội mà bán vũ khí, bởi vì cái ngành công nghiệp bán vũ khí ở Mỹ là hàng đầu, thì nó là cái lợi ích nhóm. Cho nên chúng ta vẫn còn được du ngủ trong vòng khoảng 50 năm nữa là bất động sản vẫn còn ngon, tức là để bất động sản thậm chí không cần cho thuê, đợi tăng giá cũng vẫn là ngon. Thế còn phần lát sau nữa chúng ta sẽ phân tích sâu vào là nên đầu tư những cái mảng gì, và trong hơn 10 năm qua thì những cái tài sản bất động sản nào của tôi nó sinh ra giá trị, tôi cũng kể cho các anh chị nghe. Đấy là cái điểm. Thì là cái trường hợp phái của Robert Kiyosaki là chúng ta thống nhất là chúng ta nên tham khảo và chúng ta đọc lại để hiểu về ông ấy nhiều hơn, cũng như là chúng ta biết là chúng ta đang ở đâu trong cái sơ đồ của cái kim tứ đồ này, và chúng ta cũng nên bỏ ra tài sản để đầu tư. Nhưng ngày hôm nay tôi còn mách cho anh chị là làm thế nào để mà đầu tư cái đấy, trong khi đó là bây giờ mình vẫn chưa có gì, công ty thì đang lo trả lương cho nhân viên từng ngày và rất nhiều vấn đề khác, thì làm nào có tiền. Đấy mới là cái câu hỏi, đúng không? Là tôi đã áp dụng cái biện pháp của tôi trong những cái năm qua, và khẳng định là cái tích lũy tư bản trong những cái năm đầu tiên ấy, nó vô cùng quan trọng để tạo ra cái đòn bẩy cho mình sau này. Thứ hai nữa là trường phái của Warren Buffett, đúng không? Warren Buffett thì là ông ấy đầu tư vào cái gì? Đấy, chứng khoán ấy, và doanh nghiệp luôn, tức là ông ấy mua chứng khoán rất là nhiều, đầu tư vào chứng khoán, được coi là một nhà đầu tư chứng khoán huyền thoại thành công nhất thế giới, luôn luôn biết chọn những cái công ty tốt nhất để đầu tư, và có những cái công ty mà thật sự tốt thì ông ấy chiếm hữu cái cổ phần để làm gì, để chi phối. Đây cũng là một cái cách, là đây là một cái trường phái để chúng ta, nếu như ai quan tâm đến chứng khoán thì đọc nhiều sách của Warren Buffett để học theo cái đó. Còn chứng khoán của chúng ta trong những năm vừa rồi thì đặc biệt là FPT cổ phiếu có những lúc mà lên trên 600.000 đấy, tức là 607, tức là nó là những cái câu chuyện mà nó quá là kỳ lạ ở trên thế giới. Nhưng mà sau cùng á, là chúng ta quay trở lại là chứng khoán phải đi theo đúng cái quy luật của thế giới. Tiếp theo nữa là trường phái, đây là cái trường phái mà tôi mong muốn chúng ta phải tham gia vào. Đấy là trường phái của gì? Của Bill Gates, của Steve Jobs, của Jeff Bezos, Jack Ma hay là Elon Musk. Thì chúng ta thấy là đây là những doanh nhân như thế nào nhỉ? Họ tạo ra những sản phẩm, những dịch vụ cho xã hội và tạo ra việc làm cho xã hội. Và đây chính là cái con đường mà doanh nhân của chúng ta cần. Không phải là hai cái bên trên kia là không cần đâu. Là chẳng hạn như là phải có những người đầu tư như Warren Buffett thì những cái doanh nghiệp này họ mới phát triển, đúng không? Hay là cái trường phái của Robert Kiyosaki tạo ra cho chúng ta một cuộc sống cân bằng, khôn ngoan và tài chính an toàn. Thực ra tôi cũng ảnh hưởng bởi cái đó, cho nên là tôi mới sướng như bây giờ. Nói đúng ra là như thế. Thực ra bây giờ ấy, tôi nói là ở Việt Nam ấy, anh Quyết là không sướng bằng tôi. Anh Quyết là không được coi như là chu du thiên hạ như tôi và thoải mái như tôi, bởi vì là 8 công ty nào cũng có ban tổng giám đốc, rồi người ta tự run, mà tôi chỉ quan tâm đến là tức là bạn kiếm được bao nhiêu trong một năm và hiệu quả như thế nào mà thôi. Đấy, thì còn chẳng hạn như là anh Quyết là anh phải lo dự án này, dự án kia, kiện cáo rồi là khắp mọi nơi. Nhưng những người như anh Quyết ý, là cần cho xã hội, còn tôi là dành cho cái sự nghiệp giáo dục của mình, để tuyên truyền, để làm sao đấy để giúp cho cái cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta ấy là ngày càng phát triển, có nhiều kỹ năng hơn. Tôi có nhiều kỹ năng về quản trị, đấy, kỹ năng về khởi nghiệp, kỹ năng về quản trị.
và các trường phái đầu tư khác như là Bitcoin, sản vàng hay Forex các thứ vân vân này khác ấy, là lát nữa tôi sẽ chia sẻ là các bạn nếu mà muốn gánh những cái rủi ro nhiều thì tham gia vào đây. Đây nó là sự lựa chọn, ở đây nó không có sai, bạn thích thì bạn tham gia, còn bạn không thích thì tại sao. Chẳng hạn như cái lựa chọn của tôi thì tôi có sự lựa chọn riêng của mình. Bây giờ quay trở lại cái này thì là chúng ta ở Việt Nam có những cái kênh đầu tư gì, thì là đầu tư là cái kênh đầu tư khởi nghiệp và kinh doanh, thì chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp. Thì cho tôi hỏi là trong này là bao nhiêu người đang đầu tư doanh nghiệp, đang đầu tư khởi nghiệp rồi doanh nghiệp của mình nhé. Cũng đến khoảng 65%, cũng rất là nhiều đúng không? Tức là đây là một cái mảng đầu tư đầu tiên này. Thứ hai là đầu tư chứng khoán. Bao nhiêu người đang tham gia đầu tư chứng khoán? Hơi ít hơn một chút. Đầu tư bất động sản à? Cũng rất nhiều. Chị Huệ đầu tư rất nhiều nha. Đầu tư vàng ngoại tệ. Hai. Đầu tư mua lại doanh nghiệp. Có ai đã từng mua lại doanh nghiệp chưa? Như vậy làm thế nào để quay lại cái slide nhỉ em nhỉ? Em lật lại cho anh cái slide này. Nhưng mà cái nút lùi này như là nó bị liệt, nó không vận động. Và trong tất cả các cái hình thức đầu tư mà tôi liệt kê ở đây thì mỗi cái điểm nó có một cái điểm hay. Đầu tiên ý, thì tôi chia sẻ với các bạn về cái tuổi trẻ của tôi lúc đó là tôi tích lũy tài sản như thế nào. Và tôi có một cái niềm tin như thế này, là cái cách của tôi ý, nó sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian, nó vẫn phải buộc phải tuân thủ như vậy. Thực ra tôi sinh ra trong một cái gia đình như thế này, tôi có một cái đặc điểm là quê nội quê ngoại là đều là ở Hà Nội. Kể cả trong lớp đại học của tôi rất là ít người như vậy. Nhưng mà tôi lại sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, cách Hà Nội là hơn 60 cây các bạn ạ. Tức là tôi học tốt nghiệp phổ thông ở Thái Nguyên và sau đó mới về Hà Nội học Học viện Tài chính đó. Và bố mẹ là gì? Tức là bố mẹ là công nhân viên chức, mẹ tôi là cái người mà tương đối tần tảo, còn là cũng là cấp độ trưởng phòng của doanh nghiệp nhà nước thôi. Sau đó nghỉ hưu thì ra kinh doanh thêm, thì là tôi cảm thấy là tôi được thừa hưởng cái sự năng lượng của mẹ. Thế còn bố thì là bố tôi thì là làm trưởng phòng tổ chức, cũng là của một cái doanh nghiệp nhà nước. Nhưng mà ông cụ lại có một cái điểm rất hay như thế này, tức là từ bé là bố tôi đã có một cái điểm là nói là nếu như mà làm được 10 đồng ấy, thì bao giờ chỉ tiêu 9 đồng. Đấy, tức là nguyên tắc như về sau tôi đọc lại rất nhiều những cái tài liệu là không hiểu tại sao ông cụ, từ cái thời đấy mà ông cụ đã có một cái quan điểm như vậy rồi. Thế thì mẹ tôi là lúc đấy là làm ra tiền rồi cũng xây những cái nhà nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đến lúc không có tiền để đóng gạo nữa. Thế bố tôi bảo là bây giờ ra cái tủ sách ấy, là dở cái mấy cái quyển sách ra ấy, là đầu quyển nào, mấy cái quyển cũ nhất ấy là có tiền đóng gạo đấy. Thế tức là ông cụ là lĩnh lương về, sau đó ấy là đưa tiền cho vợ nhưng mà vẫn cất lại một ít tiền như vậy để mà phòng trừ. Cho nên là gia đình nhà tôi là vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn và vẫn có một cái chút tiền tích lũy. Tức là bắt nguồn, tức là học được cái sự lanh lợi của mẹ. Nhưng có một cái điểm rất quan trọng ấy là tôi là người rất kỷ luật trong cái việc mà chi tiêu. Thì lúc mà mới ra trường đi làm thì lịch sử của tôi là tôi vào Tổng Sông Đà, tức là chỗ anh Thăng đấy. Ngày xưa ở trong Học viện Tài chính tôi là người hoạt động công tác đoàn. Cho nên là anh Thăng về là cứ thỉnh thoảng là anh bảo là cho sinh viên là đoàn thanh niên là tổ chức cho các bạn lên thăm Sông Đà. Tôi là một trong những cái người mà tham gia tổ chức các hoạt động đấy. Thì đến lúc ra trường thì anh nhận vào để làm ở Sông Đà luôn, thì tôi vào trong đó làm 8 tháng. 8 tháng và sau đó thì tôi đi ra ngoài, thì là mình là học ngoại ngữ, thích ngoại ngữ mà muốn ra ngoài kiếm tiền. Thì lúc mà tôi mới bảo là thôi cho em nghỉ để em ra ngoài em đi làm, thì anh bảo là thôi mày cứ phải ở lại, mày là có thể là phát triển được theo con đường chính trị vân vân đấy, tức là theo kiểu như vậy. Em bảo là em, nhưng mà bây giờ em thứ nhất là bạn gái thì là ở Hà Nội, lúc ấy tôi vào cả trong Gia Ly nữa, rồi cứ đòi ra hàng ngày. Cái thứ hai nữa là em muốn mua một cái nhà ở Hà Nội, em muốn mua ở nhà Hà Nội. Thế thì nó có một cái, thế này anh bảo tôi được rồi, thôi thế thì cũng được, cũng nghỉ cũng được. Thế mà tôi nghỉ ở thời điểm đó và đi làm. Đi làm ấy thì tôi kiếm được những cái khoản thu nhập mà các bạn tưởng tượng ra là bây giờ nhé, là rất nhiều người còn mơ ước. Ở cái thời điểm 99 mà tôi đã kiếm được khoảng 100 triệu một tháng. Thế, tức là cái thu nhập của mình là rất cao ở thời điểm đó. Nhưng mà nó có một cái máu chiến là
luôn luôn là tưởng tượng ra mình là chủ doanh nghiệp, xong mình có đông nhân viên rồi là làm cái này cái kia vân vân này khác ấy. Cho nên là làm doanh nghiệp cũng cái đấy là cũng không yên, à là làm đi làm thuê cũng không yên. Vậy thì tôi mới có một cái điểm là từ cái hồi sông Đà tổng thu nhập được 1.800.000 ấy, thì tháng nào cũng phải bỏ ra 200-300.000, nó tạo ra một cái thói quen bất di bất dịch nhé. Đấy, tức là bố mình dạy như thế, cho nên là lúc nào cũng phải tích lũy như vậy. Sau đó khi mà tôi đi ra ngoài đi làm và kiếm được nhiều tiền hơn thì bắt đầu dùng đòn bẩy tài chính, tức là một trong những người mà liều lĩnh từ cái hồi mà nói về cái khái niệm như, tức là quá trẻ, các bạn tưởng tượng ra trường có một năm mình đã đến đặt vấn đề với ngân hàng ấy, là mua cái nhà thứ nhất, thế sau đó lại mua cái nhà thứ hai, thế nên bảo là mua xong ấy là thế chấp luôn bằng cái cách gì, tức là tôi hoạch định ra ví dụ như một tháng mà kiếm được 100 triệu một tháng thì chi tiêu chỉ 20 triệu thôi, là mà cũng là cái thời đấy là nhiều lắm rồi đấy. Thế sau đó là gì, là tiền bắt đầu tính toán để chập vào trong một thời gian ấy, thì bắt đầu là có một cái khoản tiền là được khoảng tầm 300, thì bắt đầu mua một cái nhà 900 hoặc là 1 tỷ. Đấy là như vậy, và hàng tháng nó tạo ra một cái sức ép là không chi tiêu là gì, tức là không trả ngân hàng, nó phạt lãi của mình ấy, là mình chết ngay. Bắt đầu là coi như là phải tính toán để làm sao cái cân đối. Lúc nào tôi có một cái bảng Excel, nó rất đơn giản thôi, sự mà làm kế toán thì thấy bảng Excel tháng này chi ra này, trả ngân hàng cho cái nhà này nhà kia. Nhưng các bạn biết không, tức là những cái nhà đấy tôi mua đầu tiên ấy, nó là những cái tài sản đầu tiên để, nó là cái nguồn vốn để tôi đi thành lập IDJ ấy. Đấy, bắt đầu mình có tiền, và đến lúc mà tôi tích lũy rất nhiều tiền và rất nhiều những cái kiểu dạng nhà như thế, và đều dùng đòn bẩy. Thế là có những cái lúc mà sau khi thanh toán xong một cái nhà và cầm tờ sổ đỏ túc lên trời, kiểu như là sung sướng, gặp người thân ấy bảo là đã lấy sổ đỏ về rồi, tức là nó hân hoan là như thế, kể cả ô tô cũng mua trả góp. Tức là tạo ra tài sản là gì, nhưng mà trong lý thuyết của Robert Kiyosaki, ô tô là tiêu sản. Tại vì sao? Tức là nó hao mòn rất là kinh. Tôi đi cái Mercedes ấy là lúc mua ấy là 100 bao nhiêu nghìn đấy, nhưng mà đến lúc mà bán ấy thì nó chỉ còn mấy trăm triệu thôi. Tức là nó hao mòn kinh khủng như thế, đi xe Đức nó như thế. Bây giờ tôi vẫn đang đi BMW, nhưng mà tôi có một cái xe của Nhật ấy, thì là lúc mua bao nhiêu bán lúc đấy là cái Camry 2.4. Nhưng mà tôi mới xác nhận ra một cái điểm như này này, các bạn chỉ có cách là mua tài sản bất động sản thì nó tăng giá theo thời gian. Đấy là một cái nguyên lý, sau này bao nhiêu lâu là tôi mới nhận ra như thế. Cái thứ hai nữa là mua những cái nhà mà mặt đất mà trong những cái khu mà có sổ đỏ và ổn định ấy, thì nó tốt hơn là mua chung cư. Tại vì sao? Tức là có những cái chung cư ấy, ngày xưa tôi tham mà tôi mua rất nhiều nhà ở trong Hoàng Nhân Chính, mà các bạn biết có cái tòa nhà 34T, bây giờ tôi bán 3 năm nay không bán nổi một căn hộ ở đấy đi, bởi vì nó xuống cấp. Căn hộ quá lớn 150m, dẫn đến là bán rất khó, rồi là mùi miếc cái thứ vân vân, nó ra những căn hộ mới nó đẹp hơn. Chung cư là rất là hay bị xuống cấp rất là nhanh. Nên là mua nhà thì là mua đất thổ cư. Bây giờ tôi có những cái nhà đất thổ cư nhé, mà xây lên thuê cho người ta, thuê làm khách sạn, thuê làm văn phòng, thuê làm nhà nghỉ, thu hàng tháng rất là đều, và cái giá trị lúc mua chỉ 4-5 tỷ, nhưng mà bây giờ đều là 10 mấy tỷ một căn hết. Tức là cái giá trị tài sản của nó là tăng rất là nhiều. Và chúng ta có thể mua xa hơn một tí cũng được, nhưng những cái tài sản đấy là nó tăng giá theo thời gian. Đấy nhá, cái bài học thứ nhất là các bạn tích lũy tài sản bằng cái cách là hãy dùng đòn bẩy tài chính, nhưng phải nâng cao được cái thu nhập thường xuyên của chúng ta lên. Đấy, cái cách tiết kiệm và phải làm sao kỷ luật chi tiêu, kỷ luật chi tiêu và tìm cách tăng cái nguồn thu. Thứ hai nữa là đầu tư vào chứng khoán. Thì cái kiến thức đầu tư đấy là tích lũy tài sản nhé, và đầu tư về cái khởi nghiệp. Khởi nghiệp ấy thì cái doanh nghiệp đầu tiên mà tôi bắt đầu là làm ấy là tôi mở ra một cái công ty nước các bạn. Công ty nước ấy là vì thấy là đây này, các cái Aquavina này, Lavi là gọi là rất dễ, tức là chỉ hút nước ấy, đóng chai và bán. Mình cũng nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà về sau mới phát hiện ra là không phải, làm ra rất nhiều vì nó dễ quá mà. Rất nhiều ông làm và dẫn đến là kéo nhau cùng chết, hạ giá thành sản phẩm đến mức độ nó thấp hơn cả cái cạnh tranh mà. Tức là cho nên là tôi có một cái nguyên lý về sau nữa là không bao giờ làm những thứ quá dễ. Đấy, tức là làm gì thì làm và nó phải có một cái độ khó nhất định thì chúng ta mới tồn tại được lâu. Khi người ta khả năng sao chép và bắt trước ấy là thấp. Thì cái đầu tư vào khởi nghiệp kinh doanh ấy, nó là một cái tâm huyết không ngừng của tôi. Tâm huyết không ngừng là lúc nào mình cũng, sau khi mà mình tích lũy được tiền thì mình tập hợp. Và cái quan niệm của tôi kinh doanh nó đơn giản như này thôi. Tức là các bạn đừng nghĩ ra là kinh doanh, lập doanh nghiệp là một cái gì đấy hoành tráng. Bản chất
Bạn làm kinh doanh bất cứ một lĩnh vực gì thì bạn chỉ là cung cấp cho khách hàng của bạn một cái loại sản phẩm, dịch vụ mà làm cho người ta hài lòng và người ta chấp nhận trả cái chi phí đấy cho bạn. Đấy, tôi nói một chia sẻ một cái khái niệm như thế. Thế chẳng hạn như là hôm nay là bạn muốn bán một cái dịch vụ gì đấy, chẳng hạn như là về du lịch, thì bạn làm sao dẫn khách đi là nó phải là ok, đúng không? Thế nhập hàng hóa về đây bán, rất nhiều người bằng cái cách là nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào bán, hoặc là đổi thương hiệu vân vân. Thì trong cái con mắt của tôi ấy, là nó rất đơn giản. Nếu như chúng ta chưa làm thành công thì chẳng qua chúng ta chưa biết cách, hoặc là chúng ta chưa đầu tư vào một cách bài bản và chính đáng thôi. Còn nếu mà chúng ta làm được thì là đầu tư vào đấy rất dễ. Mà lập doanh nghiệp nó có một cái điểm hay là chúng ta có thể thuê người khác, tức là tận dụng trí tuệ, sức khỏe, thời gian, sức lao động của người khác, tận dụng được vốn của người khác. Thế về mặt sau tôi sẽ chia sẻ về cái việc mà huy động vốn như thế nào, đấy, vân vân. Cho nên tận dụng được những đầu tư về khởi nghiệp kinh doanh ý, đấy là cái con đường mà các bạn trở thành những chẳng hạn như tài sản của tập đoàn của chúng tôi lên tới hàng nghìn tỷ. Làm doanh nghiệp chứ nếu mà tôi đi mua những cái nhà như thế kia thì làm sao, nó chỉ đảm bảo tài chính cho gia đình tôi mà thôi. Tức là gọi là so với người Việt Nam là giàu, đấy, đúng ra là như thế, nhưng mà không có một cái gì lớn lao cả. Đấy, không thể mình đầu tư được những cái này cái kia hoặc là tạo ra giá trị xã hội là không có nhiều. Thế còn về đầu tư chứng khoán thì là các bạn mà bao giờ người ta cũng bỏ trứng nhiều giỏ, cũng có những lời khuyên là bỏ trứng 1-2 giỏ thôi, nhưng đầu tư chứng khoán cũng là một cái hay. Các bạn, nếu như chúng ta định đầu tư vào chứng khoán ấy, thì chúng ta sẽ có thêm những cái kiến thức về chứng khoán và chúng ta tìm hiểu doanh nghiệp. Chẳng hạn chị Huệ có muốn đầu tư vào Vingroup thì chị phải biết là tài sản của nó có những cái gì, nguồn thu từ đâu ra, đúng không, và nó đang nợ bao nhiêu. Và mình học hỏi được rất nhiều điều từ những cái doanh nghiệp mà chúng ta định đầu tư ấy. Tức là chúng ta nghiên cứu về nó, mà nghiên cứu đối tượng, và nó cũng tốt cho cái việc mà chúng ta lập doanh nghiệp, thì là thấy cái doanh nghiệp đấy nó làm như thế này, truyền thông, marketing, vân vân này khác ấy. Thì đầu tư chứng khoán vẫn là một cái kênh nên đầu tư, và các bạn hãy chọn những doanh nghiệp tốt nhất mà thả tiền vào. Đấy, coi như cái danh mục của mình như thế. Bây giờ tôi có những cái doanh nghiệp nào thực sự tốt ở trên sàn thì tôi vẫn cứ thả tiền mà cũng chẳng nhiều, thực ra là 5 tỷ, 10 tỷ, đấy là tức là mình dành cho một cái quỹ mà đầu tư gọi là lang thang cho một người quản lý, đấy, đại loại như thế. Và nó cũng có những cái hiệu quả nhất định, chẳng hạn như ở thời điểm này là nó tăng trưởng rất là mạnh thì nó cũng mang lại cái nguồn tiền. Đầu tư về bất động sản thì là tôi nói rồi, đầu tư vàng ngoại tệ. Thì cái thời trước của tôi ấy là lúc bắt đầu tích lũy tài sản thì kể cả các bạn biết không, vẫn đang nợ ngân hàng nhưng tôi vẫn mua vàng. Đó là như thế. Và vàng ở cái thời điểm mà năm 2000 ấy là nó cực kỳ thấp, thời nó chỉ có 500.000 một chỉ. Thế nhưng mà vì mình cái khoản mình bỏ ra chênh lệch khoảng 1-2 triệu vẫn mua vàng. Có những cái lúc mà mình kiếm được những cái khoản nó lớn hơn thì là lại tích lũy được cái lượng vàng lớn. Mà kể cả mẹ tôi cũng thế, nhưng mẹ tôi là người rất thích tích trữ vàng. Đến lúc mà mua nhà, mua một cái nhà mà ở trên Siucha là lúc đấy là mua đúng 1 triệu đô, thì bán vàng đi thì nó tăng gấp hàng bao nhiêu lần. Tức là có một cái thời kỳ mà 2000, 2001, 2002 vàng tăng một cách phi mã gấp hàng bao nhiêu lần luôn, thì nó cũng là một cái cơ hội chúng ta bỏ vào một cái sự chắc chắn. Đấy là cái sự lựa chọn nhé. Còn ngoại tệ thì hầu như là tôi không đầu tư, bởi vì trong cái con mắt của tôi là kể cả bất kể là tiền nhé, thì nó chỉ là một cái dạng quy ước của một chính phủ nào đấy. Và nó có một cái nguyên tắc là chẳng hạn như là ở Mỹ người ta đã tính ra là theo cái tỷ lệ lạm phát đấy, thì là chẳng hạn như 1 cent ở trong thời gian trước là có thể mua được bao nhiêu quả trứng, và bây giờ thì bao nhiêu cent mới mua được một quả trứng, thì là kể cả cái đồng đô la Mỹ nó cũng là rủi ro theo sự trượt giá. Hay là đồng yên Nhật hay là đồng phong Thụy Sĩ vân vân là những cái đồng tiền khá là tin tưởng. Nhưng mà tôi thì là tôi không có một cái quan niệm về đầu tư về ngoại ngữ, về ngoại tệ. Thế còn về đầu tư về mua lại doanh nghiệp, mua lại doanh nghiệp ấy, đây là một cái con đường ngắn nhất để cho những cái người những cái bạn mà nếu mà đã có một chút vốn rồi, có những cái lý thuyết ở trên thế giới là mua doanh nghiệp chỉ không đồng, nó có chuyện đó. Bây giờ tôi mới kể chuyện cho các bạn là ở cái lúc mà tôi mua lại Grand Plaza ấy, giá trị của nó là hơn 50 triệu đô nhé. Nhưng mà các bạn biết không, là lúc đấy tôi còn mỗi 20 tỷ, 20 tỷ mà mua được cái đấy đấy các bạn. Đấy, tôi biết làm nào. Đấy, tức là bây giờ chúng ta phải đào sâu suy nghĩ, đừng có nghĩ là gọi là cái gì nó quá lớn mà chúng ta không thực hiện được. Cái đấy nó chính là lý thuyết và đòn bẩy. Đòn bẩy là có nghĩa là thực ra tôi mua lại tôi không phải là để tôi sở hữu toàn bộ đâu, đúng không, mua để mà chúng ta bán lại chứ.
thì tôi thỏa thuận với lại ông Lee Dabong là chủ tịch của Champions Tower ấy, là một cái hợp đồng đàm phán trong vòng 6 tháng gặp nhau với một cái lão già mà gần như là trải nghiệm ở trên toàn thế giới. Ông này là năm 23 tuổi, ông đã xây một cái building ở trung tâm của New York, một thằng Hàn Quốc mà cái thời kỳ đó như thế, mà năm 20 mấy tuổi đã sang coi như là Mỹ. Tức là ông này cũng là dạng có sỏi trở ở trong đầu ở Hàn Quốc, rất là kinh khủng. Khi mà đến đàm phán ấy, thì ông ấy luôn luôn có một cái kiểu như này: hẹn chúng tôi ra là 10 giờ sang đàm phán, sau đó cho quân đi ăn cơm hết, xong bắt chúng tôi đợi 11 giờ, xong vào đàm phán từ đấy cho đến 3 giờ chiều. Có hôm tôi tức quá kiểu như là mình bị đói. Tại sao? Cái cách của họ là gì? Tạo sức ép cho mình bằng cái cách là cho chúng mày đói, cho chúng mệt đi thì dễ đồng ý theo những cái thỏa thuận, đúng không? Thì đấy là cái bí quyết của ông đó. Nhưng mà có hôm tôi đập bàn, tôi đứng dậy bảo thôi hôm nay không đàm phán mà không thì không thì ký hợp đồng luôn. Nhưng mà cuối cùng ấy, tôi vẫn thắng lợi một cái điều khoản quan trọng nhất là ngay khi ký hợp đồng tôi có quyền bán ngay cho người khác riêng lẻ hoặc cả từ từ. Các bạn hiểu không? Tức là tôi mua là gì? Tức là tôi mua là toàn bộ, nhưng mà tôi có thể là bán đi 1-2 sàn, được không? Để tôi thu tiền về. Thế thì tôi cũng ký hợp đồng là vay là 500 tỷ, nhưng mà thực ra ấy là BIDV chẳng thể giải ngân cho tôi đồng nào đối với cái dự án này. Các bạn thấy không? Tức là ký để sẵn sàng để giải ngân, nhưng mà không cần thì là tôi đã bán được một phần. Và khi cái phần bán được đấy, nó đã bù đắp cho mình cái phần là trả tiền của trong ít rồi. Thấy không? Tức là như vậy có mua được doanh nghiệp nếu mà không tiền không? Thế thì nghĩ đi, vỗ tay đã. Đấy, tức là chúng ta thấy là đấy là những cái lý thuyết về từng mảng. Thì lát nữa về sau ai muốn quan tâm về lĩnh vực gì kỹ hơn thì tôi sẽ trao đổi nhiều hơn. Bây giờ tôi sẽ xoay sang cái nền kinh tế Việt Nam của năm 2018 này. Bây giờ muốn để mà đánh giá về 2018 thì chúng ta hãy nhìn lại 2017 để xem là bây giờ có phải là một cái thời điểm tuyệt vời để chúng ta làm ăn kinh doanh rồi vân vân này khác không? Chúng ta lược lại. Thế thì em sẽ đề cập lại đến cái phần đấy, nó có ở trên bảng luôn, là và tại sao là nó có nguyên lý như thế nào để mọi người lựa chọn. Đầu tư vào các tài sản khác này, tranh, kim cương. Nó có những cái dạng mà đầu tư ra trên thị trường ấy. Nó có những cái nhà đầu tư, tức là tôi được biết có những cái nhà đầu tư tranh ở Việt Nam hay là những cái tài sản đặc biệt. Tài sản đặc biệt ấy, thì cũng kiếm được rất nhiều. Nhưng có những cái lúc ấy mà nó cũng đọng vốn rất lớn, có những người tích lũy tranh hay là cái này cái kia đấy. Đây, còn đầu tư vào cái loại Bitcoin này, sàn vàng Forex. Thì tôi có một cái quan niệm như này là có một cái thời gian ấy là em cũng không hiểu là FPT là có thể là nhận học phí bằng Bitcoin. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái chiêu PR marketing, đúng không? Để nó tạo ra một cái dấu ấn, mà lúc đấy ở đi đâu cũng nhắc đến Bitcoin. Nó cũng giống như là cái mấy cô tiếp viên của Vietjet ấy. Cái đấy là một cái rất là lợi của FPT, mặc dù là sau đó FPT là bị warning, bị thế này thế khác, nhưng mà ít nhất là báo chí cũng nhắc đến rất nhiều, nó tạo ra một cái sóng về cái đó. Nhưng cái Bitcoin thì tôi chỉ nói như này, là tôi có một cái nguyên tắc đầu tư gọi là nguyên tắc hai đường ray. Đấy, làm cái gì thì làm, nó có hai thứ để đảm bảo cho chúng ta. Cái thứ nhất là về pháp luật. Bây giờ nếu mà đầu tư mà chưa mà không được pháp luật công nhận, có thể là chúng ta khi rủi ro chúng ta ấy là maximum đấy, có thể đầu tư là sẽ làm mất hết. Bởi vì cái thằng đấy nó sập cũng không ai bảo lãnh cho chúng ta. Bên Nhật là sàn Bitcoin sập, nhà đầu tư vẫn chết như thường. Và đấy là Nhật là còn công nhận cái sàn Bitcoin đấy, cho phép mở hợp pháp. Thế còn ở Việt Nam ấy thì là chẳng hạn như Forex này hay là sàn vàng thứ vân vân ấy, đều bị pháp luật là không cho phép. Đấy là cái nguyên lý tại sao. Thế còn nói về cái câu chuyện của Bitcoin nữa thì là các nhà lãnh đạo thế giới, các bạn, tôi là học về tài chính mà, thì trong cái lý thuyết tiền tệ, người ta để mà quản lý về một quốc gia, điểm quan trọng nhất là phải có đồng tiền riêng. Đấy, đây nó chính là cái mâu thuẫn của Liên minh châu Âu khi bắt đầu dùng cái đồng tiền euro đấy. Người ta phải có đồng tiền riêng thì người ta mới cầm cái quyền lực ở trong tay để làm gì? Để lãnh đạo đất nước cũng như là thâu tóm xã hội. Còn nếu như mà cái đồng Bitcoin này nó có thuộc về chính phủ không ạ? Đấy, nó là một cái thằng ở trên mạng, đúng không? Blockchain.
một cái thằng khác sinh ra một cái đồng tiền và tạo ra một cái giá trị được thế giới công nhận thì nó quá nguy hiểm tới các chính phủ. Cho nên trong các cái cuộc họp kín ý, là bao giờ đấy là người ta cũng nói về cuộc họp kín của những cái lãnh đạo nhà nước ấy, thì bao giờ quay sang bảo nước mày có đồng ý cho Bitcoin mà cứ để ta tự tử à, đúng không? Tức là nó sẽ tìm cách để tiêu diệt những đồng tiền số. Trong tương lai các bạn sẽ thấy là vẫn có. Nhưng nguyên tắc của Bitcoin tăng giá là gì? Nó là một cái điều vô cùng mới. Tất cả mọi người đều ngã ngửa ra, nó không hiểu cái gì cả. Bây giờ đang đầu tư cũng không biết tại sao nó lại như thế. Nhưng nó vẫn là theo một cái xu hướng giống như chứng khoán của những năm đầu ở Việt Nam. Mọi người chỉ mua mỗi cái hóa đơn nộp tiền thôi. Không biết là cái gì nhưng quá nhiều người mua thì nó sẽ đội giá tăng lên. Nhưng các bạn hãy nhớ cái này nó là một cái câu chuyện nó cực kỳ nguy hiểm ở trong tương lai. Nhưng tất nhiên nó cũng chứa được cả những cái cơ hội nữa. Thì tùy theo mọi người, chẳng hạn như Tùng nói là em xác định nó là một cái kiểu đánh bạc, đúng không? Cho nên là ok, nếu như bạn lựa chọn như thế bạn vẫn cứ làm. Nhưng đến hiện tại thì tôi vẫn là không tham gia vào thị trường đầu tư về Bitcoin. Đây, nguyên tắc hai đường dây đây. Nó là pháp luật và đạo đức. Thế cái quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tôi bao giờ làm cái gì đấy, chẳng hạn như là nó có ảnh hưởng đến xã hội hay không, có ảnh hưởng về mặt đạo đức hay không thì là tôi sẽ không làm. Còn hai nữa là dính đến pháp luật là không làm. Các bạn nhớ nhé là có những cái người chẳng hạn như là Bầu Kiên này hay là anh Thăng cũng là một cái trường hợp tiêu biểu. Có những cái người mà không chắc chắn về mặt này, cho nên một người là bao giờ cũng có rất những cái doanh nghiệp chẳng hạn như IDJ, các bạn biết không, lúc nào có ba luật sư, một ông luật sư là soạn ra, một ông luật sư là đọc kiểm tra đấy, một ông đối chiếu gọi là check một lần nữa xem là có ý kiến độc lập phản biện các thứ vân vân gì không, để đảm bảo là kiểm toán và luật sư là chúng ta đã làm doanh nghiệp. Mà các bạn càng to các bạn phải càng làm rõ. Ở Việt Nam để mà làm đúng được cũng dễ một chút nào đấy, nó có một nguyên tắc như thế nhé. Cái thứ hai là nguyên tắc của tôi là chỉ được lách luật, chạy trước luật chứ không được phạm luật đấy. Trong lý thuyết của Robert Kiyosaki khuyên mọi người lên lách thuế, và ông cũng không khuyên mọi người trốn thuế. Trốn thuế là vào tù, nhưng lách thì được. Còn lách như thế nào thì nó lại là một cái chủ đề riêng để mà chúng ta thêm về mặt cái kỹ thuật để làm. Và đặc biệt với những cái bạn mà muốn huy động đầu tư quốc tế, muốn kiếm tiền thông qua thị trường chứng khoán, tức là chúng ta không phải đi mua chứng khoán nữa mà chúng ta sản xuất ra chứng khoán, đúng không? Thì chúng ta làm càng minh bạch bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tại sao IDJ đóng rất nhiều thuế mà được công nhận là 100-500 doanh nghiệp nhà nước, là tôi không chọn con đường trốn thuế và tôi chọn con đường nộp thuế nhiều để nhà đầu tư cho nó nhiều hơn. Đa dạng kênh đầu tư an toàn, thì đấy là cái sự lựa chọn. Tổng quan kinh tế 2017. Thế thì mọi người cứ nói là đây nó là một cái con số, tôi đầu tiên ấy, tôi phải khẳng định là phải tăng niềm tin cho chúng ta, tăng niềm tin cho tất cả cái cộng đồng doanh nhân ấy, là Việt Nam bây giờ tôi đi bước ra thế giới rất nhiều. Nếu như ai vào Facebook của tôi ấy, là thấy là tôi viết một cái bài mới nhất về Ấn Độ. Khi sang Ấn Độ, các bạn biết không, đấy là một cái đất nước. Trước khi sang Ấn Độ là tôi cứ nghĩ Ấn Độ là phải là một cái quốc gia rất là mạnh. Họ có hạt nhân này, có công nghệ phần mềm này, có công nghệ sản xuất ô tô luôn đấy. Và một cái đất nước rộng lớn, đứng thứ 7 trên thế giới về diện tích và đứng thứ 2 thế giới về dân số. Tuy nhiên mà Ấn Độ, các bạn biết không, và viện trợ cho Việt Nam rất nhiều từ thời kỳ chiến tranh đến thời bình này tiếp tục viện trợ. Mà tôi sang đấy mà thấy bảo là viện trợ cho Việt Nam thì tôi thấy là ngượng vô cùng. Vì các bạn biết không, là dân ấy nó đói vô cùng. Dân đói mà trẻ con nó cứ ra đường nó nhặt những cái ví dụ như là bắp ngô rơi này, hay là quả cam mà người ta ví dụ bị thối mà vứt đi một nửa, nó cũng nhặt lên nó ăn hết. Thế nó nhiều ăn xin nhiều vân vân như vậy. Nhưng xã hội của Việt Nam bây giờ thay đổi rất nhiều, tiến bộ rất là nhiều. Và các bạn thấy là 2017 kinh tế của chúng ta tăng trưởng là 6,81%, gần 7%, và nó quay lại một cái chu kỳ tăng trưởng cao nhất. Thời kỳ năm 1999 là 98, lúc đấy là tôi tốt nghiệp đại học. 98 khi tôi tốt nghiệp đại học thì nó là một cái thời kỳ bùng nổ về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Nhưng chưa ăn thua với bây giờ nhé. Thì bây giờ ấy, nó là một cái cơ hội quay trở lại cho tất cả mọi người về cái tăng trưởng kinh tế. Cái thứ hai là vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 17,5 tỷ. Nhưng mà sự thật luôn, tức là sự thật là cái tiền bỏ vào nền kinh tế mà người ta giải ngân ấy, cam kết thì có thể rất nhiều nhưng mà bỏ tiền vào thật thì là một cái số cao kỷ lục từ trước đến nay, gần 20 tỷ đô. Mà có một nguyên tắc là tiền cứ vào trong nền kinh tế thì nó gọi là
đắt hàng tôi thì chơi hàng bà, nó vào nó đầu tư vào trong khu công nghiệp, ví dụ Samsung đó đầu tư ấy, thì bắt đầu một loạt người là bán được đất, có đất đúng không, rồi là hàng trăm nghìn người có việc làm, nên sau họ lấy cái tiền đấy họ đi mua nhà, họ đi mua máy móc sản xuất, mua quần áo vân vân ấy. Thì tức là đất hàng tôi chơi hàng bà mà. Thì cái đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cái này rất quan trọng. Và các bạn nhớ là tôi là làm là môi giới đầu tư nước ngoài ở Việt Nam 14 năm nay. Khách chưa bao giờ đông như bây giờ, các bạn thấy tuần nào IDJ cũng là hội thảo rầm rầm từ vân vân, rồi có những cái khách đầu tư riêng lẻ, rồi là theo nhóm tổ chức rất nhiều các hoạt động. Thì các bạn thấy là người ta đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Năm 2017 thì cũng ghi nhận một kỷ lục về tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ USD. Nhưng 400 tỷ này thì là về cái cơ cấu thì nó không được vui lắm. Các bạn có biết tại sao không vui không? Xuất khẩu làm sao? Thô, một là thô gì nữa? À đúng 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 rồi, sự rất chuẩn là vì là sự là làm về kiểm toán. Tức là trong số 400 tỷ này á, trong số 400 tỷ này thì là đại đa số là của bọn nước ngoài nó xuất đi, là của ai? Thằng Samsung và thằng Formosa. Nó chiếm quá nhiều tỷ trọng. Còn anh em mình là doanh nhân ý là yếu quá, kém quá, và chúng ta phải mạnh lên. Chúng ta phải mạnh lên, tức là chúng ta phải có một cái tinh thần doanh nghiệp. Về cái câu chuyện về doanh nhân này tôi cũng chia sẻ, tức là các bạn cũng đừng hoàn toàn là học theo tôi, và các bạn hãy có nhiều bạn ấy nói là nhiều bạn doanh nhân trẻ hỏi là bây giờ thấy là đọc sách rất nhiều, có những cái người như là ông Kim Vũ Trung chẳng hạn là làm việc là gần như là 24 giờ đồng hồ mỗi ngày, ngày trẻ và tôi 16 giờ nhé. Thế còn có những cái sách thì lại khuyên là có một cuộc sống cân bằng rồi các thứ vân vân này khác. Mỗi người sẽ có một cái sự lựa chọn riêng. Chẳng hạn như là có bạn thì là làm việc 8 tiếng một ngày thì nói thật sự là ăn không đủ, nói một cách nghiêm túc luôn. Có những cái bạn còn ăn cắp thời gian của công ty nữa, tức là những cái bạn mà đi làm thuê ấy, thì coi như là chết đói là chắc chắn, tức là không đủ chi tiêu. Nên có những bạn làm 12 giờ đồng hồ mỗi ngày thì các bạn sẽ có thặng dư về tài chính 14 tiếng khác, và 16 giờ đồng hồ như là trong suốt một cái thời gian rất dài của anh Hiếu thì các bạn sẽ có một doanh nghiệp như anh Hiếu. Đấy, ví dụ như thế. Thế còn nếu mà làm mà theo cái kiểu mà kinh khủng hơn như anh Vượng thì sẽ có doanh nghiệp như anh Vượng hay là như anh Quyết. Và đất nước của chúng ta ấy rất cần những cái người làm việc 24/24. 24 không có nghĩa là người ta không ngủ, nhưng mà ăn người ta nghĩ đến công việc rồi ngủ người ta tiếp tục tư duy về công việc. Đấy, các bạn thấy không, thì là doanh nhân chúng ta phải có tinh thần như thế. Và đừng để cho cái bọn nước ngoài là trong 400 tỷ xuất khẩu, đúng không, 400 tỷ xuất khẩu này thì nó chiếm là đa số, thì chúng ta cái lương của chúng ta là nó không được nhiều. Chúng ta năm vừa rồi cũng đón 13 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, thì đây cũng là con số đón tương đối. Nhưng Việt Nam là một đất nước du lịch, thì trong một trong những cái lời khuyên của tôi là chúng ta nên chú ý đến lĩnh vực du lịch. Du lịch có thể là khách sạn, có thể là tour, có thể là cái gì phục vụ liên quan đến cái này. Nhưng đây cũng là một cái ngành. Chẳng hạn như là người ta tìm ra những cái doanh nghiệp mà thành công ở trên đất Thái, Thái Lan này và một số những cái cường quốc về du lịch thế giới, thì những cái doanh nhân du lịch là một trong những cái lĩnh vực mà kiếm được rất nhiều tiền. Điểm của chứng khoán là vượt qua một ngưỡng 1.000 điểm, và nếu mà ai mà quan tâm đến chứng khoán thì đợt vừa rồi là lên bao nhiêu chị Bạch nhỉ? 1.000 bao nhiêu? 1.180, tức là kỷ lục vượt qua cả năm 2006, đúng không? Kinh khủng khiếp luôn, tức là và dấu hiệu này là gì? Tức là dấu hiệu người ta dám bỏ tiền ra, và là cơ hội của các bạn doanh nhân như là Tuấn muốn làm doanh nghiệp to hơn thì phải huy động vốn, đúng không? Có người sẵn sàng bỏ tiền vào rồi, và anh Hiếu sẽ chỉ cho cái cách, kể cả niêm yết các thứ vân vân, thì nó cũng rất là đơn giản, chứ nó không phải là có cái gì là quá nặng nề hay là khó khăn. Lợi nhuận của rất nhiều doanh nghiệp cao kỷ lục, tiêu biểu có khối ngân hàng, đúng không? Năm vừa rồi là ngân hàng cũng kiếm rất là bỗng. Đặc biệt hai quý cuối năm 2017 thì sức tăng của nền kinh tế cảm nhận một cách rõ rệt. Đối với lại các cái công ty của tôi là đầu năm thực sự là tôi nhìn rất là bi quan. Nhưng mà cuối năm tự nhiên hai cái quý cuối năm thì doanh số của tất cả các công ty là đều tăng trưởng. Các bạn thấy là 2017 là một cái bức tranh nó hoàn toàn là rất là lạc quan cho cộng đồng doanh nghiệp và của những nhà đầu tư nói chung. Nhưng mà có những cái bạn vẫn thắc mắc bảo là ôi anh ơi, tại sao nó tốt như thế mà doanh nghiệp của em vẫn nghèo buồn, chả bán được hàng gì cả, chả kiếm được tiền gì cả, đúng không? Thế thì chúng ta phải xem lại
Gần đây tôi mới trong một cái cuộc mà hội thảo tôi nói chuyện thì bắt đầu là có một cái anh là lãnh đạo của một cái hiệp hội doanh nghiệp, thì anh ấy nói là thực sự là bây giờ ấy là tôi gặp một cái như này, có người nói là bảo là anh tôi cũng không nói tên, là ngày xưa giàu lắm nhưng mà bây giờ ấy là 10 năm nay là anh làm ấy là càng cố càng chết, anh ấy nói như vậy. Bởi vì anh thực sự là anh lớn tuổi, tức là không bắt kịp cái thời kỳ mà nó hiện tại nữa. Bây giờ cái thời đại này ấy là dành cho những người hoạt động theo kiểu mới. Những người tôi nghe những cái thông tin là gì, tức là một người tài năng như là anh Trương Gia Bình ấy, nhưng mà hình như là bị nhân viên là đề nghị là nghỉ hưu đấy, đúng không? Bởi vì là thực ra kể cả một cái người mà tài giỏi, tôi là ngưỡng mộ anh Bình lắm, và anh vừa là thầy của tôi, nhưng cũng đồng thời nữa là một cái người mà một thần tượng mà mình luôn luôn học theo. Nhưng mà bây giờ kể cả đến như anh Bình, tôi khẳng định là cũng không thể theo kịp những cái mà nó quá thay đổi như bây giờ. Cho nên thành thử là chúng ta muốn kiếm được tiền ở trong cái thời kỳ mới này, chúng ta buộc phải thay đổi về cái cách thức kinh doanh. Nếu như các bạn mà vẫn làm là cái nền kinh tế tốt như vậy, nhưng chúng ta vẫn còn loay hoay, vẫn còn chưa doanh số cao, chưa tìm được ra những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và mặt hàng nó thật sự tốt, thì tức là câu chuyện của chúng ta cần phải thay đổi đấy. Và thay đổi như thế nào thì chúng ta phải brainstorming, đúng không? Ở đây có một cái câu là người bi quan luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, và người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn. Thì cái câu này là tôi cũng dành tặng cho các bạn làm doanh nhân, hay là chúng ta, thế thôi, kể cả chúng ta có một mình chúng ta làm doanh nghiệp. Tôi có một cái chương trình ấy là dạy cho các doanh nhân trẻ là điều hành doanh nghiệp của mình, có mỗi một người thôi vẫn làm thành công. Mà bây giờ Israel ấy là nó làm theo cái cách như vậy, không nhất thiết là phải thuê nhiều người, thì chúng ta đều là doanh nghiệp hết. Dự báo 2018 lạc quan. Lý do của sự lạc quan là đất nước có thị trường lớn này, chính trị ổn định, vị thế địa lý và chính trị quan trọng, có một chính phủ cầu thị muốn tiến lên, và lò xo đã bị nén quá lâu, 10 năm qua ấy là khó khăn quá, đúng không? Thế còn chúng ta ấy, chúng ta phải tự hào là chúng ta có một cái chính phủ cực kỳ cầu thị. Các bạn biết không, là năm vừa rồi Bộ Công Thương ấy là cắt giảm hơn 200, gần 300 các loại giấy phép con, tức là vô cùng cầu thị nhé, tức là người ta tìm đủ mọi cách để vươn lên. Và chẳng hạn như chúng ta thấy là những năm vừa rồi là bài trừ tham nhũng, kinh tế tăng trưởng vân vân, là nó tạo ra một cái niềm tin rất là lớn trong nhân dân cũng như là cộng đồng doanh nghiệp. Và cái vị trí địa lý của chúng ta ấy, cả một cái đất nước mà nằm dài theo bờ biển, chúng ta hãy chú ý đến phát triển về du lịch, về thương mại, đấy là một cái lợi thế rất lớn của Việt Nam. Và đây là một cái hình ảnh mà tôi ghi lại ở trong cái trong một cái bản tin tài chính, trong một cái cuộc hội thảo thì người ta có một cái thẩm định là bạn đầu tư vào đâu trong năm 2018 ấy, thì được một cái con số như thế này: 53% là muốn đầu tư vào chứng khoán, bất động sản là 10%, bởi vì 10% tại vì là quá ít người là có đủ tiền để mua bất động sản, cho nên là người ta đầu tư là ít hơn. Nhưng mà các bạn biết được cái quy tắc về lòng 7 rồi thì mình không sợ, đúng không? Tức là vẫn có thể đầu tư được nếu như mà các bạn có một cái vốn gây dựng ban đầu, dùng đòn bẩy tạo thu nhập thường xuyên để bù đắp cho các bất động sản đấy, thì nguyên tắc từ lâu rồi và bây giờ người ta vẫn làm như vậy. Gửi tiết kiệm là 7%, ngoại tệ là bao nhiêu phần trăm đấy? À, ngoại tệ 0%, ngoại tệ đấy đúng cũng là một cái quan niệm giống của tôi. Tiền ảo ấy là lên tới 17%, mặc dù là không hợp pháp ở Việt Nam nhưng mà cái lượng đầu tư vào vẫn rất là lớn. Kinh doanh là 7% và kênh khác là 6%. Thì tôi ước ao là đầu tư vào kinh doanh là nó lớn hơn, xây dựng nhiều doanh nghiệp hơn, và làm doanh nghiệp không có cái gì là quá khó khăn cả. Nếu như mà chúng ta biết cách thì nhớ là làm doanh nghiệp là tận dụng được nhiều nguồn lực nhất để chúng ta làm giàu. Này, tôi ở cái slide này thì tôi nhắc lại là về cái cách để mà tích lũy tài sản, đặc biệt là với những cái bạn trẻ ở cái kiểu như là 8X, 9X vân vân, thì cái quy tắc này, ví dụ như là cái thời của chị Huệ, tôi khẳng định là chị Huệ kiếm tiền qua chứng khoán cực nhiều luôn. Bởi vì chị là một trong những cái người mà kỳ cựu chứng khoán, nhưng cái cơn sóng của chứng khoán ấy nó không lặp lại đâu các bạn. Đấy, và nó là một kiểu khác các bạn ạ. Thế còn bây giờ ấy là chúng ta phải chơi một cách chuyên nghiệp, nhà đầu tư là có sỏi trong đầu rồi, không phải là dễ mà nó có những cái cơn sóng như vậy. Dùng đòn bẩy ngân hàng để mua tài sản,
dùng đòn bẩy ngân hàng nhé. Bây giờ ngân hàng là ưu đãi rất là nhiều, chúng ta phải có một cái quan hệ. Tôi nhé, bây giờ hiện nay mình là một cái nhà ngoại giao chuyên nghiệp mà, cho nên là bây giờ ngân hàng ấy thì là toàn là mời chúng tôi gửi tiền cái thứ vân vân này khác ấy, nhưng mà mình ngoại giao ngân hàng cực kỳ chuẩn. Bây giờ ấy thì là mình, người ta đang cần mình vì mình đang có tiền, nhưng đến lúc mà mình cần lại ấy, là lúc đấy mới là quan trọng. Làm doanh nghiệp hay cá nhân mà không có quan hệ với ngân hàng là các bạn là gặp rất là nhiều những cái nguy nan. Cho nên là chúng ta hãy tìm cách để mà chúng ta xây dựng cái mối quan hệ tốt với ngân hàng. Có thể là 5 năm sau mới sử dụng, 10 năm sau mới sử dụng, nhưng những cái quan hệ tốt với ngân hàng ấy là những cái điều vô cùng cần thiết. Chi tiêu kỷ luật dưới mức tiết kiệm được. Ở cái câu chuyện này là tôi không phải nói với một cái tư cách là cá nhân thôi nhé, mà Tuấn ạ, tức là kể cả em làm doanh nghiệp như vậy thôi. Làm doanh nghiệp là chi phí là phải căng ở trên doanh thu. Còn ông nào mà làm theo cái kiểu mà cứ đầu tư một cách bừa phứa, doanh nghiệp chết rất nhanh. Đấy là lý do tại sao mà cứ 100 doanh nghiệp thì sau 3 năm chỉ còn 1-2 doanh nghiệp hoạt động. Đúng không? Vì là ông không quản lý được chi phí, đồng tiền như kiểu có ma. Tiền vào rất nhiều vẫn không thấy có lãi, rồi bắt đầu tự nhiên nó ra ầm ầm. Đấy, đấy là chúng ta tại sao mà chúng ta phải kỷ luật cái chi phí của doanh nghiệp luôn luôn phải thấp hơn doanh thu. Và trong cái quan niệm của kinh doanh của anh Hiếu rất đơn giản, không cần phải tính toán dài dòng. Lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ bằng doanh thu trừ chi phí. Ông làm sao ông phải tăng được cái doanh thu và ông giảm trừ cái chi phí một cách hợp lý, một cách hợp lý thì ông lúc đấy ông có lãi. Luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp. Đấy, các bạn đến ngày hôm nay để các bạn có thể là được truyền những cái ý tưởng cho nhau, truyền cảm hứng cho nhau, mà trong trong này các bạn chỉ cần bắt được một cái ý nào đấy ở trong đấy thôi là các bạn có thể có những cái ý tưởng, à tôi có thể đầu tư cái này, cung cấp mặt hàng này, mặt hàng kia, vân vân, thì chúng ta cũng có những ý tưởng để chúng ta phát triển. Và không ngừng nâng cao trí tuệ tài chính. Bản thân tôi là gì, người học chuyên nghiệp về tài chính khi đại học, đọc rất nhiều về tài chính, nhưng bây giờ tiếp tục đi học tiếp. Đấy, năm nay là tham gia một khóa ở Đức, một khóa Canada. Đấy, tức là để làm gì, để tức là cập nhật xem mới thế giới nó làm gì, đúng không? Các bạn luôn luôn phải cố gắng đọc sách, cố gắng đi học, tham gia những cái cuộc hội thảo có giá trị để các bạn học thêm, được thêm, tăng thêm cảm xúc và đặc biệt là cập nhật những cái mới. Bây giờ là tôi gợi ý cái nguồn đầu tư cho các doanh nhân. Nguồn đầu tư thì không phải là chúng ta chỉ là bỏ tiền ra và làm cái gì thế thôi, tức là thậm chí là các bạn là cá nhân nhưng mà các bạn muốn đầu tư một cái tài sản đấy, các bạn có thể lập team mà. Nhưng chúng ta làm bất cứ một cái gì, chúng ta cần cái nguồn lực của người khác, tức là chúng ta dùng trí tuệ của người khác, sức khỏe của người khác và tiền bạc của người khác. Và trong đó khi gợi ý nguồn đầu tư thì tôi cũng chia sẻ mấy cái này đây. Nó, nhà đầu tư thì chia ra làm mấy cái dạng. Nhà đầu tư thứ nhất là nhà đầu tư chuyên nghiệp, đấy là các quỹ đầu tư. Trong cái tập đoàn tôi cũng có một công ty đầu tư tài chính, nhưng mà lấy tiền của nó khó lắm. Nó đòi hỏi những cái về cái tỷ lệ nó chỉ 0,5%, tức là trong 100-200 cái đơn apply thì chỉ có một doanh nghiệp được đầu tư thôi. Và đặc biệt là cái các quỹ đầu tư chuyên nghiệp bây giờ ấy, là cực kỳ khắt khe. Sau khi mà các cái venture capital ấy là chết cả loạt tại Việt Nam thì là lấy tiền của họ là thực sự là khó luôn. Nhưng chúng ta cứ thử apply vào những cái tổ chức này thì nó sẽ chỉ cho các bạn cách là muốn lấy được tiền của những cái tổ chức đấy phải có những cái kế hoạch rất cụ thể, phải rất chuyên nghiệp thì mới lấy được tiền của họ. Nhà đầu tư thiên thần. Nhà đầu tư thiên thần hay lắm, tức là như là tôi kể chuyện ấy, cái này là cũng kể chuyện cho anh Bình rất nhiều lần, là những người xây dựng đầu tiên lên IDJ chính là những bạn học của tôi ở bên HSV, trong cái lớp bên đầu tư đầu tư vào. Và họ là nhà đầu tư thiên thần, chỉ học cùng lớp. Thấy thứ nhất là Hiếu rất là nhiệt tình, coi như trẻ sẵn sàng là đây có mama của tôi ở kia đây. Đấy là các anh chị ấy bảo là làm đi đầu tư, cho anh đầu tư với, cho chị đầu tư với, và cuối cùng là góp 500 triệu, 1 tỷ, vân vân. Nhưng mà đấy là chính là những cái động lực cho tôi rất là mạnh mẽ để mà chúng tôi phát triển. Và trong đó có một nhà đầu tư thiên thần. Thiên thần là một nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Thì cái anh này, anh ấy là cái khách mà tôi môi giới cho mua bất động sản ở tại Việt Nam ấy, mua tài sản. Thì anh bảo là thì Hiếu làm cái việc này rất tốt mà rất có trách nhiệm, thế là tại sao không tự lập ra một công ty mà làm đi, xong rồi là để tôi đầu tư cho bạn. Sinh năm 74, được đài truyền hình NHK của Nhật Bản phỏng vấn. Vì là 74 ở cái thời kỳ đấy anh cũng chỉ có nhìn thấy tôi có 2 tuổi, tôi 76 mà. Nhưng mà anh ấy kiếm được hơn 25 triệu đô ở thị trường mới nổi như là Việt Nam, Hồng Kông và Thái Lan.
Đấy, thì anh ấy bảo như thế và anh ấy ném cho tôi một ít tiền và tôi cũng có đối ứng nữa thì mới tạo dựng được ra cái IDJ ở cái thời kỳ là 2017 đến 2007 các bạn. Cùng hợp tác đầu tư, cùng hợp tác đầu tư thì nhiều khi chúng ta trông đợi những cái người quá lớn, cho nên là tôi mới những người quá lớn, những người quá hoành tráng ấy thì người ta lại chẳng quan tâm đến các bạn. Đúng, đôi khi là trong cái lớp của chúng ta thôi, trong một cái buổi gặp gỡ như thế này thôi, các bạn có thể là đi uống cà phê, đi ăn trưa, các bạn nhớ là hôm nay là có hai người ở Thành phố Hồ Chí Minh ra. Đấy là thứ nhất là bạn Bảo, và bạn Bảo đấy là một cái bạn trẻ và Sự. Đấy là người ta cất công ra thì các bạn phải kết bạn với họ, gặp nhau đi, đi ăn trưa đi, và nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái mối liên hệ để đôi khi chúng ta có thể dựng được những cái công ty, chúng ta có thể làm được cái gì đấy với nhau, cái điều đấy là rất là tốt. Và qua rồi cơ hội kinh doanh theo phương thức cũ là chính là cái câu chuyện tôi nói lúc ban nãy. Những doanh nhân già bây giờ không theo kịp 4.0, nó không biết quảng cáo Google AdWords là gì, không biết Facebook Ads là gì, không biết là cái cách giao dịch theo cái tốc độ tên bắn ở trên thế giới bây giờ giao dịch hàng hóa là nó tính theo giây. Đấy, là nó là cái gì thì là thua cuộc. Các bạn biết là ở những cái công ty ở bên Đức là bất cứ một cái đơn hàng là các bạn order, và đặc biệt Trung Quốc bây giờ Thâm Quyến và Thượng Hải cạnh tranh các đơn hàng rất kinh khủng, chỉ trả lời trong vòng mấy phút thì chúng ta sẽ không theo kịp, và chúng ta bắt được buộc là những người kể cả cũ muốn làm mới thì phải học. Doanh nhân cần làm gì? Doanh nhân Việt Nam cần thực sự chuyên nghiệp trước khi đầu tư và nhận đầu tư, cần làm kế hoạch kinh doanh một cách nghiêm túc chứ không phải là đối phó. Đấy là tôi là làm tư vấn về đầu tư rất nhiều năm, và tôi giới thiệu cho nhiều nhà đầu tư thì họ bảo là doanh nhân Việt Nam hình như là không biết làm kế hoạch kinh doanh vân vân này khác ấy. Nên là tôi mới ngoài cái việc mà giới thiệu, tôi lại còn lại phải tư vấn cho các bạn ấy, phải làm cái như này này, ý tưởng cần phải làm như này theo những cái quy tắc công thức như thế này để mà làm ra một cái bản kế hoạch kinh doanh, sau đó mới gặp họ thì cái kết quả đóng hợp đồng mới cao. Và thì vừa xong ấy là cũng là những cái quan điểm của tôi trong cái thị trường đầu tư nói chung, thì là rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và tôi cũng rất mong là các anh chị cho ý kiến, gặp những câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi. Như điều phối đi em. Thì hôm nay mình có cái hội thảo về cơ hội đầu tư, chiến lược đầu tư, thì từ Sài Gòn bay ra để tham gia. Thì em cũng định chia sẻ với các anh chị ở đây một về ba cái kênh đầu tư mà hiện tại em nghiên cứu và đầu tư. Thứ nhất là về chứng khoán, thứ hai về đầu tư về doanh nghiệp, và thứ ba về tư vấn về mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Và ngoài ra còn một cái kênh mà đầu tư cái này và đầu tư vào các quan hệ ngoại giao. Đầu tư chứng khoán thì theo quan điểm của em nó có hai cái trường phái đầu tư, tức là trường phái đầu tư lướt sóng và trường phái đầu tư theo cái tiềm đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp. Thì hiện tại em đang đánh giá cái dòng ngân hàng và cái dòng bất động sản. Dòng ngân hàng thì em chọn cái ngân hàng Sacombank và SHB, dòng bất động sản thì em chọn của Group. Thì em thấy là các ở đây các lãnh đạo thì nó có rất là uy tín trên thị trường, mức độ minh bạch của thông tin và cái mô hình của quản trị của họ rất là tốt. Đó là cơ hội để em nghiên cứu về cái mô hình quản trị của các doanh nhân này. Về cái phần mà đầu tư vào doanh nghiệp thì em cũng đầu tư vào một cái công ty kiểm toán. Công ty kiểm toán của em thì nó cũng về tư vấn thuế, tài chính và các dịch vụ kinh tế, và tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Thì hiện tại em cũng đang tìm hiểu và đầu tư vào một cái mảng giáo dục là đào tạo cho con người thành nhân trước khi thành dân. Và quan điểm đầu tư là đầu tư cho con người thành nhân trước khi thành dân, tức là tập trung vào cái tư duy xã hội. Cảm ơn. Tức là anh muốn chia sẻ thêm về những cái trường phái đầu tư chứng khoán mà anh tâm đắc. Ok, để cho Hiếu nghỉ một chút nên mình sẽ điều phối thay.
Thì qua phần đầu tiên là rất là cảm ơn Hiếu đã chia sẻ vẽ ra một cái bức tranh đầu tư để chúng ta có thể hình dung được tất cả các kênh. Và theo như các bạn có ý kiến vừa nãy thì có vẻ như là chúng ta đang đầu tư bất động sản nhiều nhất, là đối tượng chúng ta đang đầu tư nhiều nhất đúng không ạ? Bây giờ thì các bạn có muốn thảo luận sâu hơn về cái việc đầu tư bất động sản không? Vậy thì chúng ta sẽ có một số câu hỏi. Ví dụ như là có một phần chia sẻ của bạn gì lúc nãy nhỉ? Là bạn nói rằng là đầu tư bất động sản chúng ta phải phải tìm thị trường hot đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận xem là ở Việt Nam bây giờ thị trường nào đang là hot trong bất động sản? Đúng không ạ? Một số kênh, một số cách đầu tư bất động sản, sau đấy là đâu là trend để chúng ta có thể follow. Tức là chị bây giờ có thể cho các bạn ấy có ý kiến đi. Ok. Rồi. Về bất động sản thì hiện tại là có ai đang đầu tư nhiều nhất ở đây ạ? Những ai đang đầu tư ở đây rồi? Sorry. Những ai đang đầu tư ở đây ạ? Rất nhiều người. Em chia sẻ một chút là em đang đầu tư gì? Mượn cái ly kìa. Dũng nhỉ? Em xin chào tất cả các anh chị. Em là Dũng, đến từ VNPT. Hôm nay trước hết thì cũng xin rất là cảm ơn anh Hiếu đã có những cái chia sẻ rất là tổng quan từ thị trường cũng như các cái phương án đầu tư. Thì trong các cái hình thức này ấy, thì thực ra là anh Hiếu còn phần thì anh Hiếu chắc là thấy là nó tỷ trọng thấp nhất, đấy là cái phần gửi banh thì anh Hiếu cũng không chia sẻ. Nhưng mà ở Việt Nam, nhất là ở miền Bắc ấy, thì mình khá là chắc chắn, người miền Bắc khá là chắc chắn. Nên ví dụ như ở nhà em là lúc nào vợ cũng phải có một khoản tiền ở trong banh, giống như anh Hiếu nói là như là thân sinh ra anh Hiếu là có để một khoản tiền để cho vào trong cái quyển sách đấy đúng không? Thì để cái kênh đấy thì hiện nay bây giờ nó rất là thấp. Hiện nay cái kênh đấy như các anh chị đã biết là tầm của chúng ta thì khoảng 8.5%, ngang ngang với cái tiền trượt giá rồi đúng không? Trượt giá năm nay là tính ra là 6.3 đúng không? Như chính phủ công bố 6.3 thì mình gửi 8.5 thì nó cũng ngang ngang. Thế nhưng mà cái đấy về tính thanh khoản rất là cao, tức là bất cứ lúc nào chúng ta cần đầu tư chỗ khác hoặc là có những cái việc gì là cũng có thể có được. Thì cái phần đấy thì nhà em luôn luôn là bà xã là mong muốn có một cái khoản như thế để sẵn sàng lúc nào có thể để được. Thế còn về bất động sản thì em cũng xin phép được chia sẻ đây là từ của cá nhân thôi. Tức là hiện nay bây giờ em thấy nó có mấy cái về bất động sản. Cái thứ nhất là em thấy rất là khá là nóng ở cái khu vực khu ở chỗ nhà em ở trong Hà Đông, mà là khu đấy là rất nhiều các cái dự án làm hoặc là chuẩn bị làm của LC hoặc là Vingroup hoặc là Vinaconex vân vân. Thế thì có một cái đấy là cái phần mà đầu tư cũng gọi là lướt sóng cũng được, mà tức là các bạn ý ở cái khu vực nhà em là các bạn chọn rất nhiều các cái khu vực bất động sản ở quanh khu đó, quanh các khu dự án đó, các bạn ý tức là đầu tư trong dự án thì đã đành rồi, nhưng mà quanh các khu dự án thì trong một vài năm vừa qua thì các bạn ý đầu tư cũng khá là tốt. Cái phần thứ hai là ở chỗ khu vực em, đó là cái phần mà các cái khu mà khu cho thuê nhiều năm đó. Tức là người ta có thể là người ta quy hoạch đấy là làm cái khu công nghiệp hoặc là khu tiểu thủ công nghiệp nhỏ. Thế nhưng mà thực chất ra khi mà sử dụng thực tế thì lại chẳng ai dùng công nghiệp cả, và người ta đều là chuyển đổi để có thể xây nhà. Chính vì đấy là các bạn ấy mua, em cũng có mua ở trong đấy, thì với giá là giá cho thuê, mà cho thuê hiện khoảng 50 năm nên giá cũng khá là thấp. Sau đó thì khi mà lại chuyển đổi sang cái hình thức là có thể xây dựng được thì cái giá của nó tăng lên cũng khá là tốt. Và cái này thì cũng như lúc nãy em cũng khá là tâm đắc cái của anh Hiếu nói đến câu chuyện là nên sở hữu các cái bất động sản mà có sổ. Thì đối với cái bất động sản cho thuê, bất động sản mà theo hình thức cho thuê của 50 năm này thì cũng có một chút gì đó khá là mạo hiểm so với cái tình hình pháp luật của Việt Nam. Tức là có thể trong khoảng một thời gian mà nếu mà chúng ta suy nghĩ là đầu tư mang tính chất là
sở hữu lâu dài ấy, thì cũng khá là rủi ro, bởi vì là có thể đến cái giai đoạn nào đó, ví dụ mình nó đã trải qua khoảng 10-20 năm rồi, trong một thời gian sau thì một lúc nào đó anh Vượng anh vào anh ý đề xuất là làm lại hết, thì lúc đó chúng ta lại không phải là bất động sản sổ đỏ. Tuy nhiên nếu mà trong một cái thời gian ngắn hạn, ví dụ mình đầu tư trong 10 năm 5 năm, thì cái này là vì nó là bất động sản ở dạng là cho thuê 50 năm nên là cái giá của nó cũng thấp hơn so với là bất động sản sổ đỏ hoàn toàn. Thế còn đối với các cái khu vực khác thì em thì cũng có tham khảo, em thấy có hai khu vực mà đầu tư bất động sản đang là khá là tốt. Khu vực thứ nhất đấy là khu vực ở trong khu vực ở Hội An và ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Thì Đà Nẵng thì các anh chị cũng đã biết rồi, Đà Nẵng thì là đến hiện nay thì một số các cái khu vực quanh khu vực Đà Nẵng vẫn là tốt. Thế tuy nhiên là cái xu thế hiện nay thì em thấy một xu thế là kể cả ở Đà Nẵng và kể cả Hà Nội thì lại đầu tư nhiều vào khu vực Hội An. Thì em thấy là đời đầu tư để làm các cái homestay để phục vụ cho du lịch. Thì em cũng có vốn với các anh chị ở trong khu Đà Nẵng rồi, tại vì các anh chị sát hơn, các anh chị làm tốt hơn. Cái này mang tính chất, em nghĩ là tính chất ổn định. Thế còn cái thứ hai như lúc anh Tùng có chia sẻ, thì hiện nay ở trong lớp em, hiện nay em đang học lớp mà FE23, thì trong lớp em thì có một bạn bê cả ô tô bạn vào trong Phú Quốc rồi. Tức là bạn ấy là công ty bất động sản, thì bạn ấy từ sau Tết cái là bạn ấy vào, sau đó bạn ấy phải chuyển cả xe vào trong đấy, và bạn ấy từ Tết giờ chưa thấy đi học. Bạn ấy ở hẳn trong đấy để trong đấy, tại vì là em thì cũng có trao đổi với bạn ấy, thì tức là tầm trước Tết ấy, các anh chị có tiền, các anh chị có thể vào mua một lô đất buổi sáng và bán buổi chiều, anh chị có thể lãi 2 tỷ. Thế tuy nhiên là em cũng có trao đổi với bạn ấy, thì bạn ấy là bất động sản chuyên nghiệp, thì bạn có nói là riêng đối với Phú Quốc thì chỉ dành cho những người chuyên nghiệp, kể cả những người mà lướt đầu kỳ cuối kỳ trong một ngày và lấy 2 tỷ đấy cũng đều là những con người chuyên nghiệp. Thế còn những con người mà tương đối nghiệp dư như em thì nên dành cho là Hội An, dành cho Quảng Nam, và Quảng Nam là cũng là cơ hội tốt, và Đà Nẵng. Còn nếu mà chúng ta mà có chuyên nghiệp, có thực sự có kinh nghiệm về bất động sản và có cái nguồn cái lượng tiền và có cái đòn bẩy tài chính tốt thì hãy tìm đến Phú Quốc. Thì đấy là một số cái hiểu biết cá nhân của em đầu tiên này. Cảm ơn anh chị. Thế thì rất là hoan nghênh cái ý kiến của em tên gì nhỉ? Dũng có những ý tưởng nó rất là hay, nhưng mà tôi nghĩ như thế này, thêm như thế này nữa. Tức là chúng ta hãy thoát khỏi cái hộp, tức là suy nghĩ ngoài cái hộp đấy. Là chúng ta đừng có suy nghĩ theo cái người ta vẫn đang thường làm nữa. Chẳng hạn như ở Singapore tôi có quen biết một cái chị tên là Christina, tức là chị tên tiếng Anh của chị như thế thôi, nhưng bản thân chị này là tốt nghiệp đại học ở Thượng Hải, người Trung Quốc, nhưng bây giờ sang bên Singapore và chị đầu tư như này ở Malaysia, và bắt đầu chị đang xây một cái ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cái này các bạn quan tâm nhé, chị có cái thì chị thuê, có cái thì mua hẳn một cái nhà 5 tầng, 6 tầng, sau đó là xây thành những cái kiểu như dạng như là cái homestay cho những cái người trẻ, chẳng hạn như là ví dụ như là Bảo hôm nay là lần đầu tiên ra Hà Nội đấy. Đấy, bạn ấy sinh viên thôi nhưng mà đam mê kinh doanh ấy. Tức là bạn ấy đi ra Hà Nội thì bạn ấy cháu đặt khách sạn ở cái đấy gọi là cái gì? Bao nhiêu tiền một đêm? 109.000. Đấy, tức là chị làm bằng cái cách là những cái như thế, cho nó có một cái bếp chung này, có khu sinh hoạt chung này, và cho mọi người có thể giao lưu, có cái cà phê tự pha rất là rẻ tiền, và các bạn ấy là đến đấy. Đến đấy tại sao các bạn đến đấy? Các bạn ấy có một chỗ ngủ, nhưng mà kiếm bạn luôn. Bạn đây không có nghĩa là bạn tình hay là cái gì đâu, mà tức là giao lưu với nhau, tức là bạn trai bạn gái, rồi là thậm chí là những cái người cùng từ những nơi khác, và tự nhiên ở đấy và thành bạn. Và sau đó chị làm ở cái Malaysia, các bạn biết không, chỉ làm trong vòng 3 năm nay, mà với một cái số vốn ban đầu ấy rất là nhỏ, mà bây giờ là đi sang Thái Lan, đi sang Việt Nam, đi sang các nước. Và cái mô hình này nó người ta dự đoán là nó sẽ bùng nổ trong những năm tới. Nó quy tụ được rất số đông, mà chỉ khéo quảng cáo thôi là họ làm được. Thế tại sao chị lại phát triển được những cái mới? Vì sau khi mà phát triển ở cái Malaysia nó rất là thành công, thì bán quách đi, bán một cái Malaysia thì là lập tức mua được thêm mấy cái ở các nước khác. Đấy, ý tôi nói là gì, tức là cũng làm bất động sản, nhưng chúng ta nghĩ ra một cái cách khác. Và đồng thời nữa là nếu như mà chúng ta yếu thì là không nhất thiết là chúng ta phải đứng một mình. Mình dựng lên một cái team, khỏi làm công ty luôn cho nó đỡ phải báo cáo. Đấy, nhưng mà chúng ta có những cái ràng buộc với nhau như thế nào đấy để cùng sở hữu các cái bất động sản ấy. Theo ý kiến tôi đấy là một cái hướng hay. Đấy, đây là một cái gợi ý cho mọi người.
Thế còn ngoài ngoài cái ý kiến của bạn ra, có bạn nào thêm những cái ý kiến về đầu tư về bất động sản hay là về những cái khác các bạn mời em. Dạ xin chào mọi người, em tên là Thắng, hiện tại em là CEO của công ty Big Shop. Thì em là chủ yếu đầu tư công nghệ. Bản thân em thì cũng chưa đầu tư bất động sản bao giờ, nhưng mà em muốn chia sẻ một cái câu chuyện đầu tư bất động sản nó đời thực hơn. Nó mang tính không mang tính quá chuyên nghiệp như các anh chị chia sẻ, để em chưa đến mức mà nghiên cứu mức chuyên nghiệp. Thì cả cách đây trước Tết thì em có một cái chuyến đi du lịch kết hợp với cả nghiên cứu thị trường bất động sản ở Phú Quốc. Thì em kinh nghiệm của em thì em thích học từ những người thành công, và em có một người đầu tư rất thành công ở Phú Quốc. Tại sao Phú Quốc mà lại đang hot như thế? Tại vì là em được biết thì là sắp tới hiện tại Phú Quốc chuẩn bị nâng cấp thành đặc khu, mà khi đặc khu vào thì sẽ có rất nhiều đầu tư nước ngoài. Khi đặc khu thì có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư tiền vào Phú Quốc. Đấy chính là cái điểm mà gây sốt ở Phú Quốc. Và thực sự đất ở Phú Quốc tăng lên, giá tiền tăng theo từng giờ, và thậm chí là tăng theo từng cuộc điện thoại một. Và em cũng nghĩ đấy, với bản thân em, ví dụ mình có khoảng tầm dưới 1 triệu đô ấy, thì là mình cá nhân thôi, chứ mình không phải là một doanh nghiệp lớn như các LLC. Họ mua cả các cái bãi đẹp, bãi sao, mua cả hàng 10-100 công một lúc. Mình thì có khoảng dưới 1 triệu đô. Thì bây giờ Phú Quốc có phải là cái điểm mà có thể kiếm tiền dễ dàng không? Thì ban đầu em cũng nghĩ là mình có ông chú mang đấy khoảng 500.000 đầu tư, thì sau 3 tháng thì số tiền đấy nó x3 lên. Thì em nghĩ là sao đầu tư đất ở Phú Quốc dễ dàng như thế, một người từ Lào Cai đến Phú Quốc đầu tư dễ dàng thế, mà chẳng nhẽ mình cũng là người đi học, mình cũng là người có kinh nghiệm, mình vào đấy thì chắc là cũng dễ ăn thôi. Thì ai vào đấy cũng thấy là mang tiền về. Nhưng vừa em vào thì 5 ngày ở đấy thì em mới hiểu ra là câu chuyện đầu tư về cá nhân không chuyên nghiệp cho những người, đa phần đấy những người anh chị đầu tư về công nghệ này, đầu tư về các thiết bị công nghiệp này, y tế này, có một khoản tiền dư ra mang đầu tư vào, thì ai cũng nghĩ là tôi vào đây tôi xem người ta đầu tư dễ, thì em mới vỡ nở ra là câu chuyện nó không đơn giản như thế. Thì từ ngày đầu tiên em vào thì ông chú em có mua hồi là 3-4 công, một công là 1.000 m². Thì em vào tận nơi em xem đất thì em cũng nghĩ là trong này chắc vào thì nhìn đâu được ô nào đẹp thì tôi mua, và tôi nghĩ nó sẽ tăng giá, nhưng không phải, câu chuyện không đơn giản thế. Em phải đi từ thành phố, đi bằng xe máy 10 km, cái đường nó không ấy, nó chưa là đường mà nó mấp mô Vin hay là đang xây một con đường vòng quanh đảo vòng tròn để cho đường dễ đi lại hơn. Và em thấy là di chuyển từ cái chỗ thành phố mà đến đấy rất là khó khăn, rất là khó khăn luôn, không hề dễ để đến được ô đấy, đất đấy. Mà khi mà thời điểm mà chú em là người trực tiếp mua 3-4 công đấy, thì đất ở đấy nó chỉ là rừng thôi, tức là không ai nghĩ là đây là mô đất mà sẽ tăng giá cả. Nhìn thì anh chị nhìn như một bãi rác luôn, tức không nghĩ đến là một cái điểm mà mình có thể bỏ tiền ra mua. Thì em mới hiểu là nguyên cái chuyện để mà đi tìm mô đất thuận lợi ấy, tức là tìm được một cái điểm mà mình đầu tư ấy, nó không hề đơn giản. Vào đấy chú em là người phải đi một tuần bằng xe máy ròng ròng ở đường trên đường này, đi vào trong rừng để tìm những cái ô nào mà chú ý nghĩ là sẽ thành công, sẽ đầu tư được. Thì em rút ra bài học đấy là muốn đầu tư đất đai ở bất kỳ ở đâu, kể ở Việt Nam hay nước ngoài, thì cái mấu chốt mà em thấy là thành công đấy là cái việc là mình nhìn được cái điểm khác hơn so với số đông. Tức là số đông họ nghĩ như thế này, nhưng mình phải tìm ra một cái điểm mà không ai nhìn được, hoặc là có một số ít người nhìn được thôi, thì mình nắm được cái mấu chốt đấy thì mình sẽ thành công được. Thì đấy là cái câu chuyện mà em nghĩ thực tế ở Phú Quốc nó đang như thế. Đấy, còn ví dụ như là em đến cái phòng công chứng đất ấy, thì ở Phú Quốc phải có hai phòng công chứng đất, và cái việc mà mổ đất trong vòng một tuần có thể bán đi lại 4-7 lần là chuyện rất bình thường. Tức là đấy, nếu còn việc xếp hàng để mua đất thì có thể xếp hàng khoảng đến 1 tiếng thì mình mới có được vào xếp hàng vào mua đất. Ở câu chuyện rất bình thường là nếu để dép ở ngoài rất đông, có thể mất cả dép. Rất đông người ở Phú Quốc thì em biết. Em cũng chưa đầu tư bất động sản, nhưng mà câu chuyện thực của em muốn nói với người có cái nhìn nó đời hơn về đầu tư bất động sản. Em cảm ơn, em cảm ơn người lắng nghe. Các bạn có thấy là nếu như đầu tư nó quá xa ấy, thì là chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta mất công về di chuyển này, chi phí rất là tốn kém, và đôi khi nó rất là mệt mỏi, kể cả chúng ta có
cho thuê được đi chăng nữa, vân vân này khác ấy, là nó vẫn có những cái cản trở nhất định. Thế ở đây thì chúng ta chỉ có rất ít người đến từ nơi khác thôi, ở Hà Nội. Thế thì vậy ở Hà Nội các bạn sẽ đầu tư ở đâu? Nào, mời Tuấn. Anh cũng chia sẻ với anh em một chút, đây là cái câu chuyện có thật của mình. Đấy là như anh nói đấy, tại sao không đầu tư Hà Nội. Thì trong cái đợt cuối năm vừa rồi thì chính tôi đây cũng có một cái là như này. Khi đất Vân Đồn rất sốt thì tôi đã bán cái đất Vân Đồn đi, được khoảng gấp 6 lần so với lúc tôi mua năm 2016. Thì khi đấy thì người Hà Nội này, tất cả mọi người Hà Nội muốn đầu tư đất Hà Nội là đổ xô bán đất Hà Nội để về Vân Đồn đầu tư. Thì tôi rất may mắn đã mua được miếng đất rất rẻ. Người tôi mua là lúc người tôi mua ấy là khoảng 180 triệu, người tôi bán cho tôi có 90 triệu đấy. Xong bây giờ thì tôi cũng được khoảng lên được khoảng 30-40%, rất là ngay ở đường Hoa Hai, đối diện với chỗ trong khu 32 hectare, khu đầu ra đấy. Đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng rất nhiều cơ hội ở Hà Nội. Chúng ta quan trọng nhất là chúng ta, tất nhiên là như tôi là may mắn chứ không phải đón xu hướng gì cả, vì tôi mệnh thủy nên là nghĩ tất cả nó cũng không ra tiền nên là cũng không thể đầu tư vào đây. Nhưng mà đấy một cái mà bài học mà thực sự là số rất là may. Thế thì tại sao chúng ta không nghĩ đến, như anh Hiếu nói đấy, là ở Hà Nội vậy rất nhiều nơi mà chúng ta biết nắm cơ hội thì rất ra tiền. Đấy thì cũng một số cái kinh nghiệm nhỏ đó cũng chia sẻ với anh em để anh em có cái nhìn nó mình cứ không nơi nào, quan điểm của tôi á, đất ở đâu thì đất, đầu tư đâu thì đầu tư, nhưng mà phải có tính thanh khoản, tức là lúc cần bán là bán ngay. Đấy, chứ nếu mà đầu tư vào một chỗ mà như anh em nói, mình không dài vốn, thì chúng tất cả những anh em đây trừ Hiếu ra, trừ Thiều Huệ ra, thì chắc là anh em chúng ta đây đều là những người mà không thừa tiền. Đấy, nhưng mà đầu tư phải bán được ngay lúc cần. Cái lỗ có những đất bán nhanh như anh Hiếu nói đấy, cái nhà ấy bán mấy năm không bán nổi được, cái cả bán rẻ quá thì mình không bán, mà bán bừng giá thôi thì người ta cũng chẳng chắc người ta đâu mua. Đấy là đâu đây phải thanh khoản được. Và anh em phải nói là đầu tư nó phải tính để làm sao mình đón được cái điểm thấp để mình đầu tư, còn lúc nào mà điểm lên cao rồi lướt. Đấy, thì có một số cái kinh nghiệm nhỏ của tôi là thế đấy ạ. Dạ. Cảm ơn bạn Tuấn. Tôi thì là tôi thấy là Hà Nội là cực kỳ nhiều cơ hội các bạn ạ. Cực kỳ nhiều cơ hội là cái chỗ là nếu mà các bạn nhớ nhất là đầu tư vào Phú Quốc, thì đây nó chỉ là quan điểm thôi, là nó là cái đất du lịch nó sẽ trào lên theo cái xu hướng rất là mạnh mẽ, người ta cũng nghĩ là nó rất tiềm năng, nó giống như Bitcoin ấy. Cùng lao vào thì bắt đầu nó tăng giá lên, nhưng nó sẽ là những cơn sóng. Thế còn tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là luôn 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 nó là một cái cục nam châm hút? Các bạn biết không, là một năm ấy là hàng bao nhiêu trăm nghìn học sinh sinh viên ở tất cả các tỉnh ấy đến đây, sau đó các học xong có về đâu, cũng như chúng ta rất nhiều bạn là đến từ những cái tỉnh khác bắt đầu ở lại lập nghiệp, xong bắt đầu lại tìm cách để mua nhà. Nó là một cái quá trình luân chuyển, nó không ngừng. Cho nên ý, là đôi khi nó giảm giá nó chỉ là cái thời kỳ nào đó thôi, còn sau đó tiếp tục tăng lên. Thì tôi khuyến khích là đầu tư nó có mấy dạng, tức là đầu tư nếu như mà cái tài sản mà bỏ đấy, tôi có rất nhiều người bạn cùng tuổi với tôi nhé, học cùng khóa là mua bất động sản bị chết, là cái chỗ là giấy tờ không hợp pháp là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đất kẹt, đất thế này thế kia vân vân, là chúng ta cần phải lưu ý. Cái thứ hai nữa là mua bất động sản là phải lăn lộn các bạn ạ. Các bạn đừng có nghĩ là gọi là làm là cứ thấy vớ đấy rồi bắt đầu là lao ra rồi vân vân này khác ấy, là làm cái đấy là chết chắc, chết đến 70-80%. Tức là tôi có một cái đội quân, một đội quân của tôi là từ trước nay đến nay vẫn thế, kể cả lúc mà không phải là có quá nhiều tiền đâu, thì là có 1-2 người của mình, còn đâu ấy là một cái đội môi giới, các bạn môi giới bất động sản thì là tôi quen đông. Đấy là tôi nói là tôi muốn mua một cái nhà khu đấy, là các bạn ấy sẽ lùng sục ở cái khu vực đấy. Đấy là cái cách sử dụng môi giới, là các bạn ấy chịu khó để các bạn ấy kiếm được 1% trên cái tài sản luân chuyển đấy, và ai là người trả, người bán mà có phải là mình đâu. Thế cho nên là thành thử đấy là phải xem thật kỹ, xong rồi sau đó tôi lại còn yêu cầu là bây giờ phải lên địa chính kiểm tra cho anh xem là cái chỗ đấy nó có vấn đề gì không, có nằm trong quy hoạch hoặc là giải tỏa vân vân gì không. Đấy, rõ ràng sau đó mình đánh giá thị trường cuối cùng mới quyết định mua. Mua bất động sản không được vội vàng. Đấy, và tôi khuyến khích là các bạn ấy là Hà Nội bây giờ là còn đang rất là phát triển ở trung tâm, nhưng mà chiến lược phát triển các cái đô thị vệ tinh và xung quanh ấy, sau này nó sẽ là một cái xu hướng bùng nổ. Các bạn đi ra nước ngoài ở những cái thành phố lớn ấy, là sẽ thấy xu hướng này rất rõ, thì chúng ta có thể mua ở xa hơn. Còn bạn nào mà có những cái tiềm năng thì chúng ta mua ở trong cái nội khu để mà chúng ta cho thuê ngay thì cũng là rất là hot. Và bây giờ ấy, tôi muốn các bạn thảo luận thêm một cái phần nữa, là cái câu chuyện ấy là bất động sản đấy là đi mua, thế còn làm thế nào để bạn có tiền mua bất động sản ấy, các bạn có cái ý tưởng về cái đấy không?
chẳng hạn như cái lựa chọn để làm sao có tiền bất động sản ấy, tôi loại trừ cái chuyện mà đi vay một tí vân vân, thế Tùng có dùng một cái biện pháp nào khác ngoài cái việc mà vay ngân hàng hoặc cái gì không? Em thì thực ra tư tưởng về tích lũy tài sản hơi giống anh, là dùng đòn bẩy tài chính, sau đó dùng ngân hàng làm sức ép cho bản thân. Thì trong sức ép bản thân thì sẽ tạo ra cái động lực cho bản thân, thứ nhất là để tăng thu nhập hàng tháng thì bằng rất nhiều nguồn thu khác nhau. Thì anh muốn được tăng nguồn thu thì cái việc đầu tiên là anh phải tự tích lũy cho bản thân anh bằng kiến thức, bằng những cái người anh ở đây hay là như anh. Thế thì cái việc tích lũy tài sản đầu tư bất động sản ấy, thì thực ra cho bất kỳ một cái người giàu nào hay là bất kỳ một ước, em nói một cái ước nguyện của người đàn ông ở đây nhé, thì bất động sản là một tình cao đấy, còn quan trọng hơn cả vợ cả con hoặc bất kỳ một loại hình kinh doanh nào đối với em. Tại vì một dân tộc hay một chính phủ hay bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng chỉ là chi phí bất động sản thôi. Em nghĩ cái đấy là niềm mơ ước. Thế thì tạo ra được cái bất động sản như thế nào thì em nghĩ hiện nay đang dùng phương án là đòn bẩy tài chính. Thế còn em thì không được cao như các anh là có thể đầu tư ở rất là xa. Đấy, thực ra em sống hàng ngày nó cũng chưa đủ no mà đi tận Phú Quốc hay là Đà Nẵng hay Quảng Nam như vậy. Thế thì như câu chuyện anh Tuấn nói thì Vân Đồn cũng là một đặc khu hành chính kinh tế. Thế tại sao anh không nghĩ đến Quảng Ninh mà chúng ta phải nghĩ xa xôi đấy? Tức là em chỉ có một cái gợi ý này. Là trong bất động sản thì chúng ta nên nhìn vấn đề như anh Hiếu nói, nó là vấn đề giao thông. Ví dụ như là về đường xá này, hoặc sắp tới như là tập đoàn TNT hay tập đoàn Vingroup có làm thêm một số hệ thống metro mới ở Hà Nội đấy, hoặc là ví dụ như ở Vân Đồn thì có hiện nay là có Sun Group, FLC hay là HD Mall là được làm với bất động sản. Thế bất động sản thì họ làm cả casino nữa đấy, hoặc resort. Thế thì xung quanh casino thì sẽ cần gì thì phát triển xung quanh đó. Thì em nghĩ là nếu anh muốn chính với bất động sản thì anh làm vệ tinh cho bất động sản trước, sử dụng cái vệ tinh đó. Ví dụ như là nhu cầu về nhân công tăng lên thì anh có đội ngũ, hiện nay đang có ai đào tạo về nhân viên làm casino chưa, đúng chưa? Hay là khu vực nghỉ dưỡng cho họ ăn uống, nghỉ gửi xe, ví dụ như vậy. Tôi rằng em có một câu hỏi dành cho anh, thế đấy là về lĩnh vực là như cái mà bọn em biết đến anh rất là nhiều khi anh có thuê và mua lại cái trang VIP. Thế thì hiện nay thì cái khu vực office của anh rất là tốt, nhưng khu vực thương mại bán lẻ thì gần như là học rồi đấy, ở dưới cái mấy cái khối đế mà nối giữa hai tòa tháp. Thế thì khách hàng tốt của anh hiện nay là chỉ có banh thôi. Thế thì đã bao giờ là anh nghĩ đến cái việc, như em biết là anh có một phần là anh đang sở hữu, một phần là anh bán lại cho rất nhiều nhà đầu tư với giá trị là 50 năm thì đâu đó thì nó trôi mất gần 10 năm rồi. Thế thì đội ngũ của anh đã làm gì để nghĩ chuyện 40 năm anh làm gì để kéo lại cái việc đó cho nhà đầu tư của anh cũng như là cho anh. Cái việc thứ hai nữa là cái việc thất bại ở đó nó đi kèm với rất nhiều thất bại ở chỗ khác. Ví dụ như tòa nhà Kinh Nam hiện nay khu vực bán lẻ là không có đi đấy, hoặc là Parson chỗ tòa nhà Thống Nhất của Vietcower, hay sắp tới anh nghĩ là còn nhiều nữa, đặc biệt là hệ thống Parson hiện nay rút ra khỏi Việt Nam. Thế thì cái đấy cũng là một phần, một nguyên tố của hệ thống bất động sản của Việt Nam hiện nay. Thế các anh đã nghĩ đến cái chuyện đó chưa, và các anh đã có một cái phương án nào suy tính về cái chuyện mà đầu tư cho nó? Và câu hỏi cuối cùng là công nghệ có thể áp dụng được cho bất động sản hay không? Vâng. Ok, cảm ơn Tùng. Bây giờ trước tiên mà trả lời cái câu hỏi của Tùng ấy thì là tôi chia sẻ theo cái mạch suy nghĩ của tôi là cách đây vài ba năm ấy thì là thực ra là tôi ấy là thành đạt về mặt tài chính là quá sớm, tôi không cần là có một cái sự chia sẻ trong cái việc đầu tư. Và cách đây 3 năm và 4 năm thì tôi có cái nhóm bạn thân thiết. Thế là các bạn ấy, tức là mấy cái người bạn tôi là kiếm được một số những cái mảnh đất và một số những cái tài sản bất động sản ấy, thì mới rủ tôi là vào cùng đầu tư. Ở đây tôi mới chia sẻ về cái cách thức. Thế thì tôi thực ra cái quan điểm của tôi lúc đấy là tôi chỉ là muốn để làm sao đấy là giúp cho các bạn thôi, mua cái nhà đấy không đủ tiền thì mình cũng đầu tư chung vào. Nhưng mà các bạn biết không, là không tưởng tượng được những cái đấy tăng giá mà chúng tôi kiếm rất nhiều tiền. Đấy, để chia ra, tức là có cái thì mua là 9 tỷ, có cái thì mua 12 tỷ. Nhưng mà về sau bán lên toàn là ở cái cấp độ là gần triệu đô, có cái nằm ở Quảng Ninh luôn. Và có cái lại đại đa số là Hà Nội. Cho nên ở đây tôi gợi ý cho mọi người một cái phương thức là chúng ta có thể mua chung bất động sản. Nó giảm thiểu rủi ro cho chúng ta rất là nhiều. Và muốn làm như vậy thì là phải có team, tức là bạn phải kiếm được bất động sản mò mẫm, sau đó rủ những cái người cùng tham gia vào
và cùng ký hợp đồng hay là cùng ủy quyền cho một người mà đáng tin cậy nhất. Đấy, và có những cái ràng buộc pháp lý, ký công chứng các thứ, và bạn bè với nhau là lại càng phải rõ ràng để sau đỡ cãi nhau. Từ đó có những cái quy ước là ví dụ như là bao nhiêu người ở trong số đó quy định là bán thì người còn lại không muốn bán cũng phải buộc phải nghe theo. Đấy, các bạn nắm được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái cách để đầu tư về bất động sản. Thế còn cái câu hỏi của Tùng về cái bên chỗ Grand Plaza ấy, thì tôi nói như này này, kinh doanh nhé, các bạn phải biết được thế thời. Đấy, thế thời lúc trẻ thì tôi nghĩ như này này, mình như là một cái người động vào đâu nó cũng ra vàng, cái niềm tự tin nó quá lớn bởi vì là thuận lợi mà, làm cái gì cũng thấy mình thành công. Nhưng mà sau đó thì là khi mà cái nền kinh tế bắt đầu nó đổ sập xuống ở trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam và lao dốc trong vòng 10 năm qua ấy, thì các bạn thấy là trung tâm thương mại của tôi, chúng tôi mua lại là nó không hoạt động được, nó không hoạt động được. Nó có rất nhiều lý do để mà tại sao nó lại không hoạt động lại như thế. Nó cũng tạo ra cho tôi một cái cú sốc nó rất là mạnh mẽ. Cú sốc tức là mình nghi ngờ bản thân này, xong sau đó là cảm thấy là mất tự tin này, bao nhiêu năm tự tin như thế, vân vân. Tức là nhưng mà nó một cái quả nó đổ xuống mà mình không tưởng tượng, bởi vì cái vị trí của nó là nó quá kinh khủng, đẹp nhất ở tại đấy, tại sao nó thất bại. Nên lúc đấy là tôi phải tạm dừng lại là tôi có sang London một thời gian, lấy một cái cớ là để đi học. Mình cũng thích đi học thật đấy, thứ nhất là thích đi học, cái thứ hai nữa ấy, là để mình trấn tĩnh lại. Theo sang London về một thời gian đi thì thấy là có một cái người bạn của tôi thì vào tù, mà cái tài sản của cái anh này là anh này người gốc Hưng Yên nhưng mà mua hàng loạt các cái tài sản trên Hồ Tây cực kỳ giàu luôn. Nhưng mà sau đó là về Việt Nam là không hiểu tại sao là tài sản thanh khoản không kịp, thì do dính vào một cái dự án lừa đảo là vạ lây và cuối cùng là đi vào ổi. Bây giờ thì ra rồi. Và sau đó là nhìn thấy các cái loạt trung tâm thương mại khác là Park Sơn là lỗ trên toàn bộ quy mô Việt Nam và phải ra khỏi cái tòa nhà Canh Nam. Thì mới thấy là như này này, nó là thế thời. Có những cái lúc ấy mà nó đã đổ rồi ấy, thì ông không có cái cách gì là cái cơn bão, nó như một cái cơn bão và bạn chỉ là nhỏ nho, nhưng lúc đấy bạn khôn hồn thì bạn tránh ra. Đấy, tức bởi vì là bạn cố bạn tài năng gì để bạn chống đỡ lại cả một cái quy hướng của thị trường, đúng không? Trung tâm thương mại ấy, thì nó có phải đầy đủ rất nhiều những cái nhân tố. Thứ nhất là dân phải có tiền để mua sắm. Tôi cũng là cái người mà có tiền, nhưng mà thực ra là chẳng hạn như tôi cũng không có cái nhu cầu phải vào những cái gọi là siêu đắt như kiểu Dunhill hay là cái này cái kia để mua những cái áo hàng chục triệu, áo sơ mi như thế. Tôi chỉ mặc cái độ khoảng 1-2 triệu thôi là được, ví dụ hoặc là thấp hơn 500-700 vẫn có thể mặc được mà, đúng không? Thế dẫn đến là cái nhu cầu chi tiêu sụt giảm, dẫn đến cái người dân người ta không vào cái trung tâm thương mại để mua nữa. Rồi xu hướng phải chống lại một cái nữa là bán hàng online, dẫn đến là các trung tâm thương mại gặp rất nhiều khó khăn. Và tại sao Vincom tồn tại, các bạn biết không, trong toàn bộ hệ thống trung tâm thương mại của Vincom chỉ có Vincom và Triệu là hoạt động hiệu quả và có lãi. Đấy, còn các bạn xem là Tham, mặc dù dân đông như thế có người mua không, rồi là Vincom Royal dưới tầng ngầm ấy đóng cửa hàng loạt, tức là và bà chị dâu tôi là đốt 10 tỷ ở trong cái tầng ngầm thuê của Vincom để mở cái nhà hàng đấy, Buffet Brazzer đấy, ném 10 tỷ và sau đó là phải đóng cửa bởi vì là không có khách. Đấy, cho nên là nếu mà nó đổ xuống ý, thì nó là một cái khuynh hướng của thị trường. Đầu tiên là tôi phải nói như thế nhé. Cái điểm thứ hai, người ta nói đến bất động sản thì người ta sẽ nói đến ba chữ, đúng không? Nó là gì? Location, location and location, vị trí. Tôi khẳng định với các bạn ý, là cái Grand Plaza nó vẫn là một cái mảnh đất vàng. Hà Nội bây giờ trên trung tâm ý, gửi xe một lúc là các bạn mất 50-100 nghìn. Bây giờ dân công sở quá chán ở cái trên khu gọi là Hoàn Kiếm, đúng không? Có một cái khuynh hướng chuyển xuống dưới này rất là mạnh. Tramit ở cái khu vực văn phòng của tôi, các bạn biết không, nó có một cái lô ở tầng 17 và nó giáp với lại cái thang máy, trong vòng hơn 1-2 năm không cho thuê được. Nhưng mà năm vừa rồi là trách nhau luôn, văn phòng ấy là nó tăng một cái phi mã. Tăng một cái phi mã tức là người nước ngoài đầu tư vào khuynh hướng vào là cực kỳ nhiều văn phòng hạng A cháy. Không còn một lô nào để cho thuê nữa ở bên cái tòa nhà văn phòng. Thế thì ở cái chỗ đấy quan trọng nhất là nó làm cái gì, làm cái gì, đúng không? Thế bây giờ nó có hai cái khuynh hướng, một là chuyển đổi hẳn hoàn toàn sang làm văn phòng cho thuê cực có giá, vị trí đẹp nhất mà, nó ở cái khu trung tâm của trung tâm mới của Hà Nội, chỗ để xe tương đối là thoải mái và toàn bộ các cái văn phòng là dịch chuyển như thế này. Thế mà dù có, bạn phải nhớ là cái văn phòng, cái khu đấy là 50 năm cộng cộng, tức là trong hợp đồng tôi ký với Tramvit
là 50 năm và bất cứ thời hạn nào của nhà nước đối với dự án này. Tức là có nghĩa là nó là vĩnh viễn, chứ không phải là 50 năm như là mọi người nghĩ đâu. Cái bản chất của cái đấy nó là như vậy. Cho nên là thành thử ấy, nó trùng xuống. Tại vì sao? Tức là lúc đấy là tôi quyết định đóng cửa lại. Các bạn biết, duy trì một trung tâm thương mại một tháng tôi phải trả 3 tỷ. 3 tỷ để mà chi trả là gì? Dịch vụ điện nước, nuôi hệ thống nhân viên, marketing v.v. Thế sao mà nếu mà khi dân thuê mà nó không đóng tiền được thì là làm sao? Là bị đứt. Thế thì nếu mà như vậy thì tạm thời đóng cửa vào là tốt quá, đỡ phải bỏ ra đồng nào. Có đúng không? Và nó vẫn là cái tài sản nó có giá trị. Nhưng mà nó hơi khổ cho những cái người mà đầu tư vào khi mà nó bị động vốn, tức là nó chưa khai thác ra. Thế là đến ngày hôm nay các bạn biết không là ngày hôm qua tôi vừa đi đám cưới anh Hưng là phó chủ tịch của Sen Group ấy. Thì Sen Group là rất tha thiết muốn vào. Đấy, Sen Group là tôi ngày mai, tôi ngay ngày thứ sáng thứ ba là tôi có họp với anh Vũ và anh Hưng. Đấy là bên Sen Group là muốn vào ở trong đấy bằng cách này cách kia thứ vân vân đấy, để hoặc là chuyển đổi văn phòng, hoặc là đúng như Tùng nói là cho một ngân hàng lớn thuê toàn bộ cái phần bên dưới là mua lại. Và trên các tầng trên là có những cái biện pháp. Và người Hàn Quốc bây giờ không phải là chỉ có mỗi các cái tập đoàn trong nước, Hàn Quốc cũng quan tâm có bán lại không, Singapore cũng quan tâm có bán lại không, Hồng Kông cũng quan tâm có bán lại không. Hiện nay thì là mọi người lại nhìn ở bên ngoài, còn sau đó là trong nội bộ thì hiện nay nó đang rất đắt khách. Nhưng mà bây giờ chúng tôi phải họp với nhau là nó đã là thời điểm chưa, bán nó có được giá hay không, hay là cho thuê nó sẽ như thế nào, thì nó là một cái câu chuyện. Nhưng mà khẳng định là bất động sản nó sẽ không bao giờ nó gọi là nó mất giá trị. Tức là chứng khoán nhé, là các bạn có thể mất trắng, còn các nhà đầu tư ấy chỉ ở một trong cái dạng là tạm ngủ mà thôi. Đấy, đối với tôi thì cái đấy vẫn là một cái dự án an toàn, và trong một vài cái thời gian nữa, bởi vì cái tài sản của tôi ở đấy là bây giờ hiện nay vẫn còn đang là quá lớn. Trong một vài năm nữa thì là chúng ta sẽ thấy là nó bằng cách này cách kia nó sẽ thay đổi hoạt động của nó. Thêm một ý kiến thì không, tức là ban tổ chức có đưa cho tôi là ba cái cuốn sách thì là để tặng cho các bạn. Thứ nhất là có câu hỏi hay hoặc là có góp ý hay, nhưng mà với tiêu chuẩn là ngắn gọn. Tuấn thêm hả? Ok mời em. Anh em các bạn hỏi anh nhiều cái nhiều. Thì có một cái này cũng phải hỏi và xin nhắc lại cho anh em mình, nó đã gặp cơ hội gặp anh Hưng nó không nhiều, thì có anh em chúng ta có cái gì mà muốn chia sẻ, muốn chia sẻ cái quan điểm của em về anh em. Vâng, thứ nhất là anh là một nhà đầu tư cũng như một nhà tư vấn, một người thầy giáo, thì em muốn hỏi một xíu là với những doanh nghiệp nhỏ như anh em thì có thể là khách hàng của anh được không ạ? Là câu hỏi thứ hai nữa là với cái cách kinh doanh mà như bọn em ấy, là kinh doanh với các nhà máy công nghiệp là phải mới là phải face to face, thì như anh nói đấy là làm cái cũ nhưng mà theo cách mới, thì anh có cái gì đấy của anh chia sẻ với em thêm về cái này kỹ hơn một tí được không ạ? Thì về mới thì mới như thế nào, mới ở khâu nào, mới ở các thứ nào đấy, thì nếu mà anh đã có cái anh cái gì hoặc anh có những cái gì trước thì mong anh chia sẻ với bọn em. Em nghĩ rằng ở đây cũng rất nhiều người là cũng làm như cách của em. Và cái câu hỏi thứ ba nữa là cái sự khác nhau giữa đầu tư và doanh nghiệp, cũng như là mình đầu tư vào ví dụ khởi nghiệp chẳng hạn, hoặc là mua cổ phần, với một cái như là như bọn em đang nghĩ trong cái lối mòn trong đầu ấy là xây dựng một tìm một cái hướng đi bền vững và đầu tư vào đấy ngay từ đầu, thì khác nhau vào đấy là như thế nào, và cái rủi ro giữa hai phương án như thế nào ạ? Và cái thứ tư nữa là như anh nói đấy là cái quản trị chi tiêu rất quan trọng. Ví dụ như anh nói là phải dựa vào doanh thu, xong là phân bổ vào các cái cọc mục thế nào để mình phải quản trị được đúng cái đồng tiền của mình. Thì ví dụ như là với anh, với doanh nghiệp của anh thì anh quản trị được cái mức đấy nó ở phần trăm những cái chi phí, mà tất nhiên chi phí mềm ấy, cứng thì không nói được gì rồi ạ. Vậy nhưng cũng như là bọn anh có kiên gì bọn em về cái chi tiết hơn về cái đấy không ạ? Vâng, em có 4 câu hỏi đấy thôi ạ. Đầu tiên cảm ơn bạn Tuấn rất nhiều. Thế thì bây giờ cái câu nào anh quên thì bắt đầu nhắc anh từ câu 1 nhé. Cái thứ nhất là về khi các bạn có thể trở thành khách hàng của chúng tôi được không, thì là chúng tôi có rất nhiều những cái mảng. Ví dụ như là trường quốc tế, nếu mà có con thì có thể gửi vào Hà Nội Academy là một quảng cáo rồi. Là một trong những cái trường mà tốt nhất của Hà Nội hiện nay, nhưng mà vào bây giờ cũng hơi khó, đầu vào là hơi ngặt, bởi vì là cái lượng học sinh là nó đủ rồi. Đấy là con luân chuyển thôi. Cái thứ hai nữa là chúng tôi làm một cái mảng nó rất là mới đối với lại khi các cái doanh nghiệp nói chung, là chúng tôi đưa các nhà đầu tư vào đây. Đấy, được. Nếu như các bạn muốn gọi đầu tư quốc tế, kể cả trong nước, thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Đấy. Rồi các bạn muốn là lập cái kế hoạch kinh doanh một cách chuyên nghiệp. Đấy, lập các cái bảng kế hoạch kinh doanh một cách chuyên nghiệp và cần cho chúng tôi tư vấn, thì chúng tôi cũng cung cấp cái dịch vụ đấy. Nó có một cái công ty để làm
cái mảng như vậy. Và nói chung là các bạn cần đến cước quốc tế. Thế còn bạn nào ấy mà muốn là chẳng hạn như là tôi lúc sáng chiều Huệ cũng có hỏi là bên IDJ cũng có làm đào tạo hay không, thì chúng tôi cũng có đào tạo nữa, tức là tôi đào tạo theo cái kiểu như này, không giống như bên FPT là lớp rất là đông. Thì chúng tôi là coaching, tức là chúng tôi luôn luôn liên tục hàng tháng là mở những cái lớp là chỉ có 10 người thôi, nhưng mà tôi biết rõ bạn là ai đấy, bạn đang làm cái gì, bạn phải làm cái nào, là chúng tôi sẽ có những cái hoạt động đào tạo như vậy. 10 module nó rất là ngắn và học vào các buổi tối. Đây là tức là trước khi tôi đi Đức lại là tốt nghiệp một cái lớp như thế xong lại hàng tháng. Tại vì sao? Tức là tôi kèm cặp từng người một đấy, cùng với lại cái team của chúng tôi để giúp cho các bạn doanh nhân trẻ nếu mà quan tâm thì cũng có thể là theo những cái lớp như vậy. Thì ở đây là tôi có in một cái các visit, đây là cái mà các bạn có thể học được đầu tiên nhé. Thì trong cái các visit của tôi, bên phía ngoài là có tên này, chức danh, điện thoại và có ảnh. Tại sao cái ảnh này nó quan trọng các bạn biết không? Bởi vì đi ra các cái hội thảo quốc tế gặp hàng nghìn người, không bao giờ nhớ cái người ấy là ai. Đấy, cho nên là tôi cứ đưa các là mọi người là đầu tiên là nhớ mặt mình đã. Cái thứ hai là mặt đằng sau ấy thì nó nói lên rất là cái tiêu biểu là IDJ là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là một doanh nghiệp được nhận giải thưởng quốc tế, là cái thứ hai. Không phải đó. Và bên phía trong này các bạn cũng cộng về là phải chú ý là những cái dịch vụ hiện nay là chúng tôi đang cung cấp cho các cái doanh nghiệp. Còn đối với nước ngoài, tức là tôi nhằm vào đối tượng nào thì chúng tôi sẽ cung cấp cái đó. Nên các bạn là cũng có thể là học cái mô hình tin khác, và đặc biệt là những bạn mà đi ra quốc tế. Chúng nhờ bạn bảo anh phát cho các anh chị mỗi người một cái cách. Đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai của tôi là gì nhỉ? Các cái công ty như của em làm là chơi trong Pay á. Làm theo cũ nhưng mà làm mới lại. Anh hỏi Tuấn là Tuấn có sử dụng cái công nghệ quảng cáo ở trên internet nhiều không? Không ạ. Không ạ. Thế tại sao? Tại lý do? Vì em cũng là công nghiệp, nhưng mà công nghiệp ạ. Thì em biết là công nghiệp quảng. Thế em đã thử chưa? Tức là quảng cáo ấy thì nó có một cái quảng cáo, cái thứ nhất là tấn công là bằng Facebook đúng không? Và cái quảng cáo là dựa trên nỗi đau của khách hàng, tức là người ta có nhu cầu, người ta tìm cái gì ấy, thì người ta search trên Google, đúng không? Thế thì bây giờ em hãy phải là nghiên cứu về cái đầu tiên là hình thức quảng cáo. Thế còn tôi cái thời gian như thế này này, hiện nay là tôi làm việc ấy là các bạn biết đấy, là văn phòng chính thức của tôi là ở dưới Trump Tower, nhưng mà tôi gần như là rất ít xuống dưới đó. Tôi làm việc ở tại nhà các bạn ạ. Tất nhiên là tôi có điều kiện là tôi đang ở một cái biệt thự rất rộng ở trên Singapore, tầng 1 tôi có một cái phòng họp, trên tầng 3 là phòng làm việc của tôi. Và làm việc theo cái cách như thế nào, tức là hàng ngày tôi nói chuyện với các đối tác quốc tế, sử dụng hai chương trình gì biết không? Thứ nhất là Skype, cái thứ hai nữa là Viber, là có thể là chia sẻ được hình ảnh. Đầu tiên là mình như là mình nói chuyện trực tiếp là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trên đó tôi chia sẻ bất cứ cái gì ở trên màn hình đấy, đối tác đều xem được, vân vân. Và người ta còn đưa tôi đi xem các nhà máy, người ta cầm điện thoại, người ta chiếu cho tôi là đây là chúng tôi sản xuất như này, tôi muốn đưa cái hàng hóa như thế này vào Việt Nam, hoặc là nhu cầu tôi này, là nó rất là tiện. Cho nên là thành thử là việc mà bây giờ ấy là những cái cuộc hội thảo đến mức độ tôi bây giờ đi tham dự cho nó để mình gặp, để mình hiểu cái thị trường là chính thôi. Thế còn chúng tôi quảng cáo ở nước ngoài rất nhiều, tôi là chĩa vòi vào thị trường Hồng Kông hay là châu Âu hay là Mỹ, và sau đó là gọi để face to face, được không? Thế mà các cái khách hàng ở trong nước bây giờ cũng tương tự, tức là các bạn mà đọc các cái tài liệu hướng dẫn của IDJ là các bạn sẽ thấy là doanh nghiệp có sử dụng Skype, có thể sử dụng Viber hay không, thì chúng ta phải tăng cường để nói chuyện với khách hàng, và nói chuyện lần đầu là chúng ta đã hiểu là người ta có thể trở thành khách hàng của chúng ta được hay không. Không thể nào lúc nào cũng bay ra miền Bắc được, đúng không? Và khách hàng của chúng tôi ở Việt Nam ấy là vô cùng đông. Đấy, chúng ta cứ nguyên tắc là 5 khách hàng thì mới có một khách hàng thực sự là có thể chốt được hợp đồng. Cho nên thành thử là kể cả khách hàng của em là các cái gọi là B2B rồi là khách hàng vân vân ấy, thì họ vẫn là con người mà, thì phải tìm cách để nói chuyện với nhau là thông qua các cái phương tiện truyền thông trước khi để mà gặp mặt vân vân. Câu hỏi tiếp theo. Sự khác nhau với đầu tư doanh nghiệp như là cái mua cổ phần chẳng hạn. Thứ hai nữa là tìm một cái công ty mới cho mình đầu tư ngay từ đầu, thì mình xây dựng theo cái style của mình. Okay. Thế bọn em như bọn em chẳng hạn, thì hôm nay mới có một cái công ty, tại sao mình không
tìm những doanh nghiệp startup hoặc là đi trên sàn mình mua luôn cổ phần, người ta cứ đi mà tìm cái hướng như thế nào ra, thì khác nhau hai cái đấy thì là như nào? À rồi, tức là nếu mà chúng ta đầu tư startup mà bạn làm chủ từ đầu ấy, thì đầu tiên là bạn phải có idea, đúng không? Và cái idea đấy nó phải thử nghiệm với thời gian và nó được hình thành lên một cái doanh nghiệp. À, nhưng mà nó có rất nhiều bạn trẻ vội vã khởi nghiệp, là các bạn ấy muốn dựng lên một cái doanh nghiệp. Và doanh nghiệp thì bây giờ đi gọi là ép nước mía ngoài đường ấy, nó cũng là một cái dạng doanh nghiệp, đúng không? Ông phải là bỏ vốn ra, sau đó ông có khách hàng, ông bán cái hàng đấy cho người ta. Nhưng mà nó rất vất vả, nó rất vất vả. Thì nó có rất nhiều những cái lựa chọn để các bạn sở hữu các cái doanh nghiệp như hiện nay. Tại sao tôi chỉ cần tài năng mà đi đến với chúng tôi. Ví dụ như thế thì là các bạn cống hiến đi và các bạn mua cổ phần. Và tôi thì bây giờ tôi chẳng thích làm tổng giám đốc ý, mà thậm chí chủ tịch tôi cho bạn làm luôn, đúng không? Tức là miễn là các bạn vào, các bạn có thể là thứ nhất là chung nhau, cái thứ hai nữa là chúng ta có thể mua được cổ phần và tăng dần lượng cổ phần lên để chiếm giữ cổ phần ở các cái doanh nghiệp mà có tiềm năng mà các bạn cho rằng là phát triển. Thế còn bây giờ hình thức đấy, và đây nó giống như là một cái cách để mà đứng trên vai người khổng lồ đấy. Mình dựa trên người khác, tức là bạn dựa trên 5 người bạn để cùng kinh doanh, thì bạn đứng lên 5 người thì tức là 5 người đấy là một người khổng lồ rồi, đúng không? Thì cho nên chúng ta lựa chọn bằng cái cách là tìm mua lại các doanh nghiệp. Nếu mà các bạn thấy là nó có tiềm năng, các bạn đầu tư thêm vốn vào, thêm trí tuệ, thêm nhân công, thêm khách hàng vào, thì chúng ta dễ dàng để có thể sở hữu doanh nghiệp. Thì tôi mới nói là các cái bạn mà nhân viên trẻ của chúng tôi là thu hút vào trong IDJ, các bạn có tưởng tượng là có những cái người mà sinh năm 93 này, 92, 90 này, nên bây giờ toàn là đi ra nước ngoài ở khách sạn 5 sao, rồi là vân vân. Tức là nếu như bạn dựng lên một cái doanh nghiệp quá bé thì đừng bao giờ được tận hưởng những cái đấy, còn ô tô của công ty nữa. Đấy, tức là sướng đủ trò nếu mà chúng ta biết cái cách mà dựa vào nhau để cùng phát triển. Không nhất thiết là chúng ta phải sở hữu một mình, thì đấy là cái mà hướng đi. Thế còn ngoài ra nếu như bạn sở hữu một cái ý tưởng và bạn muốn start up một cái mới, thì bạn vẫn cứ phải chia sẻ thêm những người khác, rủ thêm đồng đội. Anh ấy thấy cái tìm về các cái doanh nghiệp, các cơ hội đến tìm ở đâu? Cơ hội nó có các rất nhiều kênh, đúng không? Tức là cái kênh đầu tiên là các bạn muốn những cái doanh nghiệp đã chuyên nghiệp rồi, thì các bạn tìm những công ty ở niêm yết ở trên sàn. Mà bây giờ cái lượng niêm yết ở trên sàn, bây giờ ngày xưa thì nó còn điểm danh là 100, 200, 300, nhưng mà bây giờ là nó quá nhiều rồi. Đấy là nếu là muốn minh bạch. Cái thứ hai nữa là các cái doanh nghiệp là thông qua các cái cuộc hội thảo, các lớp vân vân này khác, hay là các bạn biết việc kia, chẳng hạn như biết như em này đang làm một doanh nghiệp đào tạo, đúng không? Em hoàn toàn, tại sao các bạn không đứng lên nói là em đang muốn là rủ thêm mấy người cùng có bốn em để phát triển cái doanh nghiệp này và em sẽ cầm trịch, ví dụ như thế. Tức là nó có rất nhiều kênh, thông qua các mối quan hệ, thông qua bạn bè, thông qua các cái kênh chính thức, và ai cũng có thể trở thành bạn luôn nếu như mà các bạn tìm những cái công ty ở trên sàn. Mà sàn ấy thì có hai dạng, một sàn đã niêm yết rồi và một cái sàn là OTC, cũng là một cái sàn mà nó rất tiềm năng để các bạn có thể là muốn tham gia vào trong ban quản trị. Thì cái mô hình của em, nếu như em tìm cách mua lại như thế thì giống như là Warren Buffett. Đó. Rồi, tôi mới phát hiện ra các doanh nghiệp Việt Nam ấy là gần như là không biết về quản trị tài chính. Thế các bạn biết là trong doanh nghiệp ấy thì theo quy định của nhà nước có mấy loại báo cáo không? Bạn nào báo cáo phải nộp hàng tháng? Bạn nào biết nhỉ? Sự làm kiểm toán chắc là biết rõ mà. Kính chào anh Hiếu và các anh chị ở đây. Thì theo quan điểm của em á, thì hiện tại thì hàng tháng mình có thể là nộp báo cáo thuế và báo cáo thống kê. Còn có một số ngành nghề đặc thù á, thì có thể là nộp báo cáo cho sở kế hoạch đầu tư, thì để họ quản lý. Thường là mấy cái sở kế hoạch đầu tư là thường mấy doanh nghiệp FDI thì có thể nộp. Còn sáng nay em muốn chia sẻ thêm. À thôi rồi, anh để anh đi vào cái này luôn. Các bạn thấy đấy, tức là làm doanh nghiệp nhé, là bây giờ các bạn mà chưa có doanh nghiệp thì cũng phải học luôn ấy, là cái báo cáo hàng tháng mà doanh nghiệp của các bạn phải nộp ấy, thì là nó có báo cáo đầu tiên là bảng cân đối kế toán đấy, cái thứ hai nữa là báo cáo lỗ lãi, và thứ ba nữa là báo cáo luân chuyển tiền tệ. Đấy là ba cái báo cáo tiêu biểu theo quy định của pháp luật chúng ta phải nộp. Nhưng những cái báo cáo đấy thì nó đã đáp ứng được nhu cầu quản trị chưa? Chưa, đúng không? Thì nó có thêm một cái loại báo cáo đấy nữa là gọi là báo cáo quản trị. Báo cáo quản trị chẳng hạn như là em có thể yêu cầu bên kế toán của em cung cấp cái báo cáo là báo cáo cho anh là chi phí
đúng không? Báo cáo chi phí quảng cáo này, chi phí nhân công này, tổng các loại chi phí cố định, chi phí lưu động, đúng không? Báo cáo phân tích doanh thu các loại như vậy. Nhưng các doanh nghiệp, cái việc đầu tiên là các bạn phải có một cái gọi là cái budget tài chính. Thông thường các doanh nghiệp vào tháng 11 là các bạn đã phải làm cái business plan cho năm sau. Bạn làm kinh doanh ý mà không làm business plan thì tôi nói khẳng định với các bạn ý là càng ngày chết càng chắc. Cái quảng kiểu quảng cáo gọi là quản trị theo kiểu vu vơ ấy là các bạn đức. Các bạn phải có một cái kế hoạch tài chính của năm sau, là bạn phải dự thảo ra một cái ngân sách. Ngân sách là gì? Tức là bạn hãy là đưa ra cái doanh thu dự kiến của năm, sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm C nó sẽ mang lại bao nhiêu doanh thu. Và chúng ta phải đưa ra một cái dự trù, cái ngân sách tài chính dành cho nhân sự là bao nhiêu tiền, marketing là bao nhiêu tiền, báo cáo phục vụ sale là bao nhiêu tiền, ngân sách dành cho thuê văn phòng là bao nhiêu, tất cả các chi phí ngân hàng là bạn phải có kế hoạch. Và sau đó bạn căn cứ trên cái kế hoạch đó để bạn đưa ra cái ngân sách. Chẳng hạn như bây giờ chi phí quảng cáo ấy là nó có quy định của pháp luật là anh chỉ được là bao nhiêu phần trăm của doanh thu. Ví dụ như thế, đối ngày xưa nó còn phân biệt là doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp của Việt Nam là khác nhau nữa. Cho nên là một cái người chủ tịch và một người CEO chuyên nghiệp ấy là các bạn phải có cái budget, tức là cái ngân sách hàng năm này. Thì bạn quyết định bảo là bây giờ tự nhiên là phòng marketing đề nghị là làm một cái event này là 2 tỷ. Thế thì bây giờ bảo là trong cái ngân sách của em ấy là mình phải phân bổ cái ngân sách này xuống cho các cái phòng ban để người ta có một cái kế hoạch là năm nay với ngân sách marketing là 500 triệu chẳng hạn, thì là chúng ta sẽ làm những cái gì, quảng cáo truyền thông thông qua media là bao nhiêu tiền, thông qua sự kiện là bao nhiêu tiền, tất cả các cái kênh quảng cáo để người ta đưa lên dự trù. Và khi mình trước khi mình đặt cái bút số ký là phải làm sao dựa trên cái ngân sách đấy để mình ra quyết định. Đây, cái thứ hai nữa là cái ngân sách về mặt nhân sự, đúng không? Cái nhân sự là của năm nay là tổng cái chi phí cho nhân sự là dự kiến chi lương ấy là doanh nghiệp của bạn, các bạn bé ví dụ như là 1 tỷ hoặc là 500 triệu. Thì bạn 500 triệu đấy bạn sẽ sử dụng để tuyển những ai, mức lương như thế nào để đưa cho nhân sự phải tự đàm phán. Thế còn bạn là chủ doanh nghiệp, bạn kiêm luôn cái trưởng phòng nhân sự thì bạn cũng phải dựa trên cái này, đúng không? Để bạn đàm phán với lại nhân viên ấy, à thế thì cái ngân sách của mình nó chỉ có gần như vậy thôi, thì mình cân đối để mình làm cái đó. Thế tùy từng cái loại doanh nghiệp khác nhau Tuấn ạ, thì là nó lại có ngân sách khác nhau. Thế chẳng hạn như trên cái trường Hà Nội Academy là một tháng là biến thành là thanh toán là hơn 3 tỷ tiền lương cho giáo viên quốc tế. Đấy thì là cái ngân sách để trả lương nó lại là chính, nhưng mà có những cái công ty là trả tiền là cho chuyên gia là chính, có những công ty trả tiền quảng cáo là chính. Đấy, tức là nó tùy theo ấy. Cho nên là nó cái strategy thinking như là chúng ta phải làm từ tháng 11, muộn nhất là tháng 12 của năm nay để chuẩn bị cho năm sau. Và hàng tuần, hàng quý là chúng ta họp cái ban quản trị cũng như nhân viên là chúng ta làm cái gì, dở cái báo cáo ấy ra, đúng không? Dở cái bản kế hoạch ấy ra, điều chỉnh xem là nó như thế nào. Cái việc của cái người lãnh đạo, các bạn mà chưa có doanh nghiệp thì nghe cái này nó hơi xa vời và hơi mơ hồ, đúng không? Nhưng mà đấy, với những cái người mà làm doanh nghiệp vào ấy là cái việc đầu tiên của tôi họp ấy là gì, tức là review, dở các cái loại kế hoạch ra, dở các cái báo cáo ra. Chẳng hạn như trước hôm trước là bao giờ cái bộ phận kế toán cũng phải cung cấp cho tôi những cái báo cáo quản trị rồi so sánh cái kế hoạch và tại sao nó lại không đạt được cái doanh thu như thế, hoặc là nếu như mà nó không đạt thì phải điều chỉnh cái con số, đúng không? Phải tăng cường tiền quảng cáo hoặc cái này cái kia. Còn nếu như mà nó mà thậm chí là mình có thể cho hủy các doanh nghiệp luôn, hủy bộ phận thay người là nó dựa trên cái con số. Cho nên là tôi hy vọng là các bạn ấy là dù là nhà đầu tư cá nhân hay là nhà đầu tư tổ chức hay là chúng ta quản trị doanh nghiệp ấy, chúng ta phải là những nhà kỹ trị. Có nghĩa là đừng có mơ hồ năm nay anh cảm thấy là phải chi thế này, anh cảm thấy là phải cái kia, mà nó phải là vấn đề nó là cái con số. Đấy, căn cứ theo con số, tức là con số nó sẽ quyết định, con số biết nói mà, quyết định là bạn nên làm cái gì. Kể cả cá nhân thì bạn thấy là đầu tư vào rồi nhưng mà thấy nó lỗ ghê quá, thị trường nó trượt ghê quá thì các bạn cũng phải là dựa trên những con số đấy mà ra quyết định, đúng không? Cái đấy nó hơi dài, tôi đã, tức là riêng cái module tài chính của bên anh ấy là làm kế hoạch ấy là nó rất là dài và anh phải cho 2 tuần, 3 tuần, thậm chí 1 tháng để cho các bạn ấy thực tập cái đấy. Em biết cái đấy rồi nhưng mà em để thực hành như anh ấy nó phải là có 3 tháng để em hình thành cái thói quen để quản trị theo kiểu như thế. Còn nếu như không theo phương pháp này thì là không tồn tại được lâu. Các bạn nhìn thấy. Chắc chắn là phải làm chứ. Anh không đào tạo. Rồi đấy là trong cái anh có một cái chương trình là làm chủ doanh nghiệp đấy. Đấy và
mà đây là chương trình coaching, nó không có cái gì giống với lại chương trình mini MBA của chị Huệ đâu nhé. Thế nó đây là chương trình coaching, đây là kèm người, tức là các, chẳng hạn như bên đấy là bên FPT là rất uy tín, là các anh chị là mời các chuyên gia hàng đầu về đào tạo. Thế còn đây là bên anh là đào tạo coaching, tức là anh luôn luôn là lúc nào anh có một cái nhóm anh chơi thể thao về, xong anh cùng với lại các anh chị trong nhiệm vụ doanh nghiệp là cùng tham gia vào đào tạo, anh mời cả người nước ngoài cái thứ vân vân, nên là coaching kèm cho doanh nghiệp của em, kèm cho doanh nghiệp của sự ấy, của cái người nào đấy đào tạo đi kèm những cái đó để hiểu các bạn. Ok, còn anh em là rồi về lúc đấy mọi người rất quan tâm đến cái chỗ mà cái đòn bẩy tài chính nhé, thì anh chia sẻ thêm một chút về đấy. Vâng. Gọi là nếu mà nói về cái dự đoán một cách nó quá cụ thể thì thậm chí là tức là lúc nào cũng phải em cũng phải đưa ra cái dự đoán của chính mình là mình nên đúng rồi. Thế bây giờ mình phải xem xét, chẳng hạn như là ví dụ như này, em nói một cách nghiêm túc là với một cái người mà đầu tư bất động sản rất là lâu thì thực chất là Vincom nó lại không phải là cái sự lựa chọn của em, bởi vì tại sao cái giá của nó là nó bị cao quá, dẫn đến là cái biên của mình đã tăng lên lợi nhuận trong tương lai ấy là nó cứ khó. Tức là Vincom ấy, tức là chúng ta phải vạch ra cái là ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm là gì? Quản trị tốt, đúng không? Chất lượng đảm bảo, nhà đầu tư có uy tín vân vân. Nhưng mà giá thì là bị cao. Đấy thì nó thích hợp với những cái gì? Chẳng hạn như là em muốn là đầu tư cho một vài cái để cho người nước ngoài thuê. Đấy, người nói là tức là mình, thôi cái này mình không quan tâm, nhưng mà nước ngoài thích ở cái trung tâm ấy thì thôi mình lấy 3 căn này. Đấy, ví dụ như thế thì là mình đầu tư vào theo cái của từng người. Thế còn về cái ý kiến về tổng quan của cái thị trường năm nay ấy là có sức bật. Đấy là năm 2018 ấy là lên, nhưng mà nó sẽ không lên đều đặn. Không lên đều đặn tại vì sao? Tức là nhìn vào cái doanh số của Vincom trong hai quý vừa rồi ấy, là nếu mà ai quan tâm chi tiết ấy, là bị thụt rất là nhiều. Tức là các sản phẩm mới của Vincom vừa rồi là tức là trong hai quý vừa rồi ấy là bị đình trệ lại, bởi vì nguyên nhân chỉ có mỗi là cái vấn đề giá thôi, chứ nó chẳng có vấn đề gì cả. Về tất cả những cái vấn đề khác ấy thì thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy là người ta chửi với, nhưng mà thực ra Vincom nó vẫn là nhất. Nói đúng ra là về cái uy tín và chất lượng, nhưng mà giá thôi. Ê, chúng ta là đầu tư bất động sản thì chúng ta phải xem xét là chúng ta đầu tư ở trong cái phân khúc nào, bất động sản du lịch hay là bất động sản vân vân, tức là nó tùy từng cái. Thế mình xem là cái trend đấy là nó lại theo cái từng loại sản phẩm khác nhau. Thế thì em trả lời tổng quan, nhưng mà cái nhìn là tương đối tích cực chứ ạ. Ví dụ như ở Đà Lạt chẳng hạn, thì bây giờ đang nói mọi người đang đánh giá là nó đang có xu hướng mọi người mua để đi nhà, các nhà hàng từ Trung Quốc và nhiều các thứ. Theo em đánh giá thì Đà Lạt không có bùng phát, không có bùng phát là tại vì sao? Tức là Đà Lạt là nó tương đối là êm đềm, và thị trường bất động sản nếu mà ai mà quan tâm lên trên đó thì sẽ thấy cái không khí mà mua bán ở bất động sản nó cũng chậm chạp, như là cái con người ở cái nơi đấy, tức là cái đấy nó rất là bình yên, rồi người ta cũng mua, vẫn có người mua, xong bắt đầu có những người mà ngâm lâu xong này để bán. Nhưng mà thực ra trong tất cả những cái bất động sản mà em đầu tư theo nhóm nhé, thì cái ở Đà Lạt là đang bị vướng nhất. Tức là để lâu quá và mấy năm rồi mà vẫn nó bị chứng lại, cho nên là mọi người lại có xu hướng là quay ra những cái nơi sôi động nhiều hơn. Thế còn bây giờ Nha Trang, Đà Nẵng ấy là Trung Quốc vào mua rầm rộ đấy, thì nó đúng như xu hướng của chị đó. Nhưng mà Nha Trang với Đà Nẵng là bây giờ là cũng chẳng hạn như Nha Trang ấy là giá bây giờ lên cũng khá cao. Ok, thế còn cái câu hỏi của em là em nhắc là cái gì nhỉ? Đòn bẩy tài chính thì là bây giờ cái là bây giờ ở Việt Nam thì đòn bẩy ở đây nó có hai cái phương diện, đúng không? Vừa xong ấy là anh nói là gì, tức là mua bất động sản theo nhóm cũng là dùng đòn bẩy của chính lẫn nhau. Thế còn cái ngân hàng nhé, ngân hàng là chúng ta phải tính toán, tức là tính toán là trên cái dựa trên cái nguồn thu nhập, đừng có hào hứng quá, bởi vì anh tí nữa là coi như là gãy xương về cái vụ ngân hàng, anh đã từng bị phạt rồi đấy, tức là trên phương diện cá nhân. Đấy là chúng ta em phải tính là cái nguồn là có thể bù đắp để chi trả được cho
ngân hàng như nào, là tính toán mình có thể là vay bao nhiêu và có thể là đảm bảo là không bị gãy giữ được. Thế còn vay ngân hàng thì nó đơn giản rồi, tức là chỉ cần là em thế chấp bằng chính tài sản đấy, còn ngân hàng nó không yên tâm thì bắt đầu nó đòi em thêm những cái tài sản thế chấp khác, bỏ thêm cái ô tô vào, vân vân, thì ngân hàng luôn luôn là nó nắm được chui. Nhưng mình phải có một cái khoản tiền ban đầu, em muốn mua một cái nhà em phải có 300 triệu, 500 triệu em tiếp tục là theo cái cách như thế. Bất động sản nó là một cái cách để mà tích lũy tài sản cũng như là tạo ra cái tư bản ban đầu rất là quan trọng. Em muốn anh Hiếu chia sẻ cho các anh chị ở đây về một cái chiến lược MA. Tại vì thực hiện MA thì em cũng đã thực hiện một hai cái MA nhưng mà nó chưa được bài bản. Thì anh Hiếu chia sẻ, ví dụ như chiến lược là tìm hiểu này, cái doanh nghiệp mình muốn đầu tư này, đánh giá cái thực trạng tài chính của nó này, và cái kỹ năng mà thương lượng đàm phán cũng như là trong cái bàn đàm phán của mình, và cuối cùng là sau khi mà tiếp nhận á thì mình sẽ tổ chức setup như thế nào. Thì cái lĩnh vực của sự hỏi thì là nó khá là xa lạ với nhiều bạn, mà đặc biệt là cá nhân vân vân, nhưng mà thôi cứ nghe cho nó vui, cho nó biết để mà mình có cái khái niệm. Tức là cái mà bạn sự đề cập nó chính là cái due diligence đấy. Due diligence là tức là có nghĩa là mình tấn công vào một cái doanh nghiệp để mình tìm hiểu là nó như thế nào. Nếu mà đầu tiên là mình phải có cảm tình, mình thích. Và một cái doanh nghiệp mà các bạn chuẩn bị M&A mà các bạn phải phân tích ở trên các khía cạnh như thế này. Đầu tiên là về khía cạnh kinh tế đó, nó có những tài sản gì, nó có những cái tiềm năng gì. Cái thứ hai là đặc biệt là rất là quan trọng, đấy là pháp lý. Đấy, pháp lý nó có vấn đề gì không, đang bị kiện cáo, trục trặc các thứ gì không, mà đặc biệt đối với những dự án mà liên quan đến bất động sản. Đấy, giấy tờ có hợp pháp hay không, nên là nó dẫn đến là bị vấn đề rất là nặng đấy. Đấy là hai cái quan trọng. Cái thứ ba nữa là phải xem xét các cái nhân tố, nếu như mà doanh nghiệp đấy mà liên quan đến tài sản là chính thì xem chất lượng tài sản, nếu là liên quan đến con người là chính thì xem đến con người, và liên quan đến cái hệ thống là chính thì cũng xem đến hệ thống. Đấy, thì còn về cái chuyện đàm phán ấy, thì nó phải dựa trên hệ thống báo cáo, lên báo cáo này, em vào làm due diligence này, và lúc đó mới có thể đưa ra những cái quyết định phù hợp để mà quyết định có mua tham gia vào bao nhiêu, hoặc là bao nhiêu phần trăm có khống chế hay là không khống chế. Xin mời thầy ra đúng cái phần anh vừa đề cập, thành ra là phải bắt tay vào ngay đây. Thì cũng xin chia sẻ là giới thiệu mình là Thế Anh, làm công ty nhỏ thôi về tư vấn về vấn đề xã hội. Ngoài ra có làm tiếng Việt liên quan đến phần mềm tại viện một cái hãng của Đức. Thế thì ở đây thì hôm nay thì cái buổi này đầu tiên rất cảm ơn anh nhiều, đặc biệt là những cái key point ở trong cái phần trình bày của anh, nó làm cho cái buổi hôm nay nó khác với cái buổi đi tiếp thị của các cái tập đoàn. Đó là cái việc ví dụ tôi rất quan tâm việc đầu tư doanh nghiệp, hoặc là chúng ta cần phải tạo ra những cái giá trị, chứ không phải là chúng ta mua cái này rồi sinh ra tiền. Đến lúc nào đó đúng không ạ, chắc là độ khoảng 50 tỷ trở lên thì không quan tâm đến tiền nữa rồi. Thế thì chắc là mình quay lại câu chuyện là mình làm cái gì có giá trị dài hạn. Thế và em rất thích cái trong cái bài của anh có nói đến những cái việc mà em cũng hay xảy ra là bởi vì em làm cho người tư vấn, đó là mình rất là tức giận đối với cái việc là 40 tỷ gì đó nhưng mà cuối cùng lại toàn là của Tây, hoặc là từ Tây sang đây cộng tác với mình có những anh trưởng đoàn già, nhưng mà cuối cùng thực ra thì người ta sang đây cũng chỉ để làm tiền, và cái cách người ta làm việc mà không mang lại giá trị nhiều cho tổ quốc, cho Việt Nam cả. Thế thì bây giờ mình phải tiếp cận theo kiểu khác, mình phải có một cái sự giận dữ ở trong cái câu chuyện này, để mà mình kể cái việc đầu tư hay không, mua bất động sản là để cuối cùng mình có thể làm được tiền của các bạn Tây sang đây đi du lịch, hay là để mình phục vụ cho cái sự phát triển ngành du lịch Việt Nam hay cái gì đó của trụ cột Việt Nam, thì mình sẽ phải có một cái động lực đằng sau là tại sao mình làm việc này. Thế thì ở hôm nay thì em rất là quan tâm đến cái lĩnh vực anh đang ban đầu giới thiệu là anh là rất đam mê, đó là lĩnh vực về giáo dục. Mà như vừa rồi trong cái câu chuyện mua bán sát nhập thì những yếu tố như công nghệ, con người, nhân sự, bởi vì em đang làm nghề tư vấn thì em rất quan tâm. Vậy thì trong cái mô hình của anh hiện nay đấy, nó đang như thế nào, anh có thể chia sẻ đam mê đấy của anh với ngành giáo dục. Cảm ơn em. Cái thứ nhất ấy là tại sao tôi đam mê cái ngành giáo dục ấy thì là như này. Tức là năm 2000 là lần đầu tiên tôi đến đất nước Singapore. Lúc đấy là Việt Nam mình nó ngổn ngang, bụi bặm rồi nhiều những chuyện.
Thế là được cái cơ hội sang Singapore thì là tôi gặp gỡ rất nhiều người. Thì tôi luôn đặt một cái câu hỏi là tại sao Singapore lại phát triển như thế. Đặt những cái câu hỏi, thực ra lúc đấy là một cậu bé mà mới ra trường thì người ta luôn luôn là lúc đấy tiếng Anh thì nó ù cả cả, học rất là nhiều nhưng mà mình nói ra không hiểu, nó nói thì mình cũng hiểu được câu trăng. Nhưng mà nó luôn luôn nhấn mạnh lại là education. Nên sau đó là có một cái đôi vợ chồng mà trong cái nhóm doanh nghiệp ấy thì là hôm sau dẫn tôi đi chơi. Thì là vì người ta nói về cái education nhiều quá thì là tôi bảo là thế, có thể dẫn tôi đến thăm một cái trường không? Thì lúc ấy tôi mới đến thăm một cái trường phổ thông ở tại Singapore. Thì mình mới thấy là ngày xưa cái thế hệ của tôi, các bạn thì là khác rồi. Nhưng cái thế hệ của tôi là nếu như tôi sang cái trường bên cạnh mà người ta có một cái quạt trần ấy thì xịt xoa, bảo ôi dồi ôi cái trường này nó xịn thế, nó có quạt trần. Bởi vì là trong cái lớp học của tôi nó là cái trường, ngày xưa nó là cái trường làng ấy, thì làm gì có quạt, nóng cực kỳ luôn. Thế thì thấy là vào sang bên kia thì có cái vào thì nó có máy điều hòa nhiệt độ, rồi nó có phòng ăn, rồi tất tần tật ở những nhà hát cái thứ. Lúc nào các bạn có điều kiện nên thăm cái Hà Nội Academy của chúng tôi. Thì tôi là tôi mô phỏng lại toàn bộ những cái gì tôi đã thấy của cái thủ thanh niên ấy. Tức là tôi mới ước mơ là người ta thay đổi xã hội Singapore bằng nhận thức về giáo dục. Tại sao học sinh không vứt rác ra đường, tại sao người ta có ý chí xây dựng Tổ quốc, tại sao người ta đi làm việc, đi học, đi làm việc, các cuộc hẹn người ta đúng giờ. Rất nhiều những cái phương diện đấy, tất cả là education mà ra. Cho nên ở cái thời điểm đấy là tôi có một cái ước mơ là về Việt Nam mình cũng sẽ phải sau này mình chỉ có ý tưởng là xây dựng một cái trường thôi. Xây dựng một cái trường là với một cái đam mê nó lớn như vậy. Thế năm 2008 ấy, thì là tôi có một cái cơ hội là tôi chuyển đến Siucha. Cái này nó là liên quan đến cả cái chuyện mà luật hấp dẫn ấy nhá. Buồn cười lắm. Lúc đời nhà đầu tiên mua ở Kim Liên này là mua toàn ở những cái chỗ mà nó đông dân, mà nó gọi là sử dụng đúng từ là ổ chuột á. Nhưng mà nó rẻ thì mình ở dưới khu vực đấy. Nhưng mà tuần nào tôi cũng lên Siucha, lúc đấy nó bắt nhà mẫu đấy để xem nhà. Xem nhà để mà mình mơ ước là sau này mình có một cái nhà trên đấy. Xong đùm một phát sau mấy tháng sau tự nhiên tiền vào như nước các bạn ạ. Và về sau tôi mới biết đấy là luật hấp dẫn. Và cuối cùng là mình vào cái nhà tôi ở hiện tại ấy là đúng là gần cái nhà mẫu mà tôi xem rất là nhiều lần ở đó. Sau khi tôi mua nhà xong ấy thì bắt đầu đi sang lang thang quanh quanh ấy thì nó thấy nó có hai khu đất. Một cái khu đất là tôi xây trường bây giờ, và một cái khu đất ở bên cạnh là xây bệnh viện. Thế là tôi mới gặp anh David, lúc đấy là gọi là giám đốc điều hành đấy, bảo là cái đất đấy để xây cái gì đấy, bảo xây trường đấy. Thế xây trường sao chúng mày không xây? Chính sách của Siucha là không muốn tự xây trường mà thằng khác đến xây, mà thiết tao xây được không? Và được. Thế xong là gặp lần đầu tiên thì thảo luận, lần thứ hai thì là bắt đầu là kêu ông tổng giám đốc, tức là con rể của ông Siucha, ông ấy sang Việt Nam. Và cuối cùng là tôi đàm phán xong đất đai, rồi là huy động các cái nguồn tiền. Ở trong đó cái câu chuyện xây Hà Nội Academy cũng là một cái câu chuyện mà tuyệt vời mà các bạn cũng cần phải xem xét. Trong cái ngành giáo dục nó rất hay như thế này này, là các bạn chỉ cần xây trường lên, đặt bàn ghế vào, có giáo trình tốt, có giáo viên tốt, và giáo và phụ huynh người ta nộp tiền cho mình trước. Cho nên chúng tôi mới hay gửi tiền ở ngân hàng, vì như thế đầu năm phát ấy là thu mấy trăm tỷ luôn, là cứ cống vào ngân hàng xong lấy cái tiền đấy ra để trả lương cho suốt cả năm, đúng không? Thế thì bây giờ ấy là tại sao cái giáo dục nó lại quan trọng ấy, là tôi xây cái môi trường đấy là môi trường ước mơ. Vào thời điểm đấy là tôi phải thuê cái công ty thiết kế của Pháp, thiết kế từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài là theo cái tây, và nó tạo ra một sự tiện lợi nhất cho học sinh. Về sau trường Hà Nội Amsterdam ở cạnh khi trang viết ấy, copy cái mô hình đấy và sửa đi và đem cái kiến trúc của trường Amsterdam bây giờ đi thi và được giải. Cho nên là mấy thằng kiến trúc Pháp nó cực kỳ cú. Là người Việt Nam mình ấy là hay có, nhưng mà đối với tôi cũng không sao cả. Đấy, nó có một cái Hà Nội Amsterdam là các kiến trúc sư đấy là dựa trên cảm hứng của Hà Nội Academy để xây cái trường đó. Đấy thì xây trường này như vậy, và tôi có một cái tham vọng là phát triển cái mô hình của Hà Nội Academy ra khắp cả nước. Nhưng mà xây xong rồi, vận hành tốt rồi thì tôi mới vào thành phố Hồ Chí Minh, vào quận 7, quận 2, đất đai, rồi là thấy các cái trường quốc tế trong đấy nó cạnh tranh một cách quyết liệt. Đấy, lại thời thế thời lại phải làm một cái business plan, mà tức là anh không tin vào cái feeling của mình đâu, mà anh tin vào cái con số làm ra lỗ hay là tạm thời dừng lại là không hoạt động. Đấy, không nhân rộng vội và để nó cùng với thời gian.
Thế thì sau này là làm doanh nghiệp thì anh làm một cái công việc là đưa các nhà đầu tư vào trong nước để đầu tư cho các bạn trẻ, thì lại gặp phải một cái vấn đề là thấy doanh nhân của Việt Nam ấy là chết như là ngả dạng. Tại vì sao? Tức là các bạn ấy làm là không có phương pháp, tức là làm không chuyên nghiệp, dẫn đến là gì? Tức là ông làm bao nhiêu là cái đổ vỡ nó nhanh đến như vậy. Thì anh mới sáng lập ra một cái học viện sáng tạo và khởi nghiệp IDJ đấy, là làm lấy một cái tòa nhà trong Hà Nội Academy để phát triển. Nhưng mà làm ấy thì nó như này, tức là nó phụ thuộc vào cái rất nhiều mặt, không phải dễ dàng gì mà để mà làm thành công như là bên FPT. Anh Bình là xây dựng là có nền tảng dưới cái cách thức, thì anh đi theo một cái hướng khác là đào tạo, nhưng mà nó lại là thiên về cái coaching nhiều hơn đấy, để tránh cái sản phẩm mà nó trùng lập lại với lại những cái doanh nghiệp quá lớn hay là cái nền tảng như thế, nhưng mà nó thực tế hơn để giúp cho các cái bạn doanh nhân trẻ là có cái cách thức làm việc nó hết sức cụ thể. Và mục tiêu của anh là gì? Tức là nếu như anh Hiếu bây giờ là đang chuyển sang cái kiểu như là đầu tư nó rơi vào vùng comfort zone rồi đấy, comfort zone thì tức là đến sang cái tuổi 40, cách đây 2 năm, bây giờ năm 2042 thì mới thấy tự nhiên là đi khám sức khỏe là mỡ máu tăng. Đấy, sau bắt đầu sau đấy là mình thấy là mình trước đây trong một đêm mình có thể sản xuất ra 1-2 cái business plan, nhưng bây giờ mình thấy nhân viên nó làm được còn mình không làm được nữa, thì mới thấy là cái sức khỏe mình ý, sang 40 nó khác nhé, và sang 50 nó lại khác nữa. Thế thì cái thời gian của mình nó là limit, và theo lý thuyết của Robert Kiyosaki là anh đã được làm người tự do rồi, bây giờ là thời điểm sướng nhất trong 42 năm cuộc đời vừa xong. Đấy là gì? Tức là tự do về tài chính này, không giàu nhưng mà muốn cái gì cũng được, trừ trường hợp mà muốn mua máy bay là không được. Thế thì là được tự do tài chính này. Cái thứ hai nữa là làm việc ấy, thì anh không hiểu tại sao ấy, là nếu lúc nào mà anh rời khỏi Hà Nội thì doanh số tự nhiên nó tăng vọt lên. Tức là cái vai trò của anh nó không có giá trị ở doanh nghiệp nữa, tức là anh chỉ là người gọi là định hướng rồi anh động viên các bạn thôi, chứ còn anh mà ở đây là anh mới bảo là thôi bây giờ cứ phải anh phải đi du lịch thì các bạn doanh số nhà hàng tăng. Nói đùa thế, nhưng mà ý nói là có ban tổng giám đốc hết, tức là anh không phải là người điều hành nữa, tức là tự do về tiền bạc, tự do về thời gian, tự do về suy nghĩ. Đấy, tự do về suy nghĩ thì anh phải là trở thành cái người truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng tức là chẳng hạn như Jack Ma bây giờ thế thôi, Jack Ma bây giờ là đóng phim này, tập hát này, xong bắt đầu diễn thuyết này, rồi là đi dạy học. Đúng không? Anh không giàu như Jack Ma, nhưng mà anh tin tưởng là vào cái anh có thể phát triển thêm các cái lĩnh vực giáo dục, chẳng hạn như trường anh cũng phát triển được hết, thì anh sẽ đào tạo cho các bạn doanh nhân thế hệ kế tiếp, các bạn có thể phát triển được những hệ thống trường, nâng cao cái giáo dục ở Việt Nam, hoặc là phát triển những cái dự án hay là doanh nghiệp của các bạn nó bền vững hơn dựa trên những cái kiến thức khoa học. Đấy, thì và cái triết lý của anh vẫn là thế thôi, đất nước này sẽ chỉ thay đổi được khi có một cái nền giáo dục cực kỳ tốt. Cảm ơn anh Hiếu cho buổi sáng 3 tiếng nói chuyện với mọi người ở đây ạ. Hy vọng là các anh, chắc chắn là các anh có những câu chuyện mà muốn chia sẻ nhưng mà chưa có cơ hội, thì có thể ở lại ăn trưa với anh Hiếu trưa nay, một buổi trưa thân mật mà em nghĩ là sẽ khó có cơ hội lần thứ hai ạ. Thế nên là em xin mời anh Hiếu lên đây ạ. Vâng, thay mặt cho em ít thì xin mời chị Huệ lên tặng cho anh Hiếu món quà. Thời gian đến để lắng nghe anh Hiếu sáng hôm nay ạ. Em xin cảm ơn các anh chị.